À, hôm nay anh Hạnh gặp lại anh Charlie. Dạ, chào anh Hạnh. cũng mấy cũng hình như là 1 tháng 2 tháng gì vậy chưa nói chuyện với anh. Dạ. À, lần trước mình nói chuyện chơi với Đức á. Dạ, Rồi có nhiều bạn cũng thích lắm, cũng thích cái bằng đó lắm. Thành ra mình có ý nói chuyện với anh để mà nói chuyện một cách formal giờ bữa nay không có chơi hơn. Lúc nào cũng chơi hết. ha Thì thực ra mình thấy là lúc nào cũng có thể chơi được phóng anh, nên nó tùy đối tượng thôi, tùy hoàn cảnh thôi. Yeah. Lúc nào cũng chơi đó nhưng mà lúc có lúc mình quên chơi Mình thôi. làm việc rồi mình nghiêm chỉnh, mình lo toan công việc cái mình quên, chứ còn thực sự thì Yeah. nó cũng Mình quên chơi cho nên mình quên vui. Đúng hôm nay đó thì vì có nhiều người chưa có dịp nghe anh đó, thành em muốn hỏi anh kể lại cái trải nghiệm thức của anh như thế nào. Vì có nhiều người có thể chưa nghe, chưa nghe anh bằng nói chuyện bình thường. Dạ thì em từ nhỏ thì em rất là tò mò muốn biết là tỉnh thức là như thế nào, từ nhỏ nhỏ lắm lúc mà còn học cấp 3 thì thấy ở nhà ba ngồi thiền rồi ba lấy kinh ra ba đọc rồi lâu lâu thì ông cũng nói là đọc cái này đọc cái kia nhưng mà lúc đó em không đọc được gì hết, đọc vô học không hiểu gì. Nhưng mà có một cái sự tò mò rất lớn thì càng lúc càng tò mò. Cái điều mình tò mò là mọi người nói đến giác ngộ và thì mình rất là tò mò giác ngộ là gì. Nó là gì mà mọi người hay hay nói đến. Thì cái sự tò mò và cái như là cái sự hiếu kỳ đó nó làm cho nó nung nấu và nó làm cho mình băn khoăn không có quên được anh cứ cứ cứ, cứ nghĩ đến nó hoài cũng không phải là có một cái ao ước là đi tu gì cả, không phải là không không phải có cái ao ước gì hết, chỉ có một cái sự tò mò thôi. Sự tò mò lớn là gì ta mà sao sao mà nó quan trọng mà mọi người cứ nhắc tới nó như là một cái điều gì đó mà thần kỳ lắm. Em ấy bắt đầu ngồi thiền thì thấy mọi người ngồi thiền thì mình cũng ngồi thiền, nhưng ngồi thiền cũng 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 không biết ngồi thiền là gì, thật sự cũng không biết ngồi thiền là gì và cũng không có mang lại được một cái kết quả gì. Trong lúc của thiền vẫn mạch, lúc của thiền Dạ, lúc ngồi thiền dạ, nhớ cũng không có mang lại một cái kết quả gì cụ thể. Và mình nghĩ là sẽ phải ngồi chắc tới cả ngàn giờ thì có thể, giống như học võ đó anh, tại hồi nhỏ thì em cũng học võ cho nên là nghĩ là chắc chắc ngộ là mình phải giống như tập võ vậy đó, mình phải dành rất là nhiều thời gian cho nó, rồi từ 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 mình mới nâng cấp từ 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 đấy. Cho nên là cố gắng để hy vọng đạt được cái đó rồi là ngồi hoài cũng không 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 thấy không biết gì cả. Đến một có đến một lần thì cái lần đó giống như là kiểu nhá hàng á, lần đó giống như mình đang ngồi cái tự nhiên thấy nó rất là tĩnh lặng nhá hàng,
nhưng mình nó được cái chút xíu à, mình em cũng không biết nó là gì, thật sự cũng không cảm cảm nhận được nó, chỉ có thấy nó, chỉ thấy có một cái sự trải nghiệm gì đó nó rất là yên 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 lắng rồi, mà nó thoáng qua nhanh lắm. Rồi cái mình đi tìm cái đó, mình cứ cái nó mình phải đi tìm lại cái đó, phải đi tìm lại cái đó nó là cái gì. Và lần này nếu mà mình tìm thấy nó đó thì mình ráng giữ nó lâu lâu chút xíu để mình quan sát, để mình tìm hiểu nó, cái nó xẹt qua như sao xẹt, sao mình lại Nhanh quá, nhanh quá vậy. nhanh quá vậy bạn. Thì cái là tìm hoài tìm không được, mặc tiêu bực bội lắm, trong người bực bội lắm, nói trời hôm kia mình lại nó được, rõ ràng là mình có cái khoảnh khắc đó mà sao giờ làm giờ sao cũng không được, Mình biết nó là không một biết cái mặc gì quỷ tiêu. không anh, mình biết một cái gì quỷ nhưng mà mình không biết không đủ lâu để biết nó là cái gì Không nắm bắt được nó rồi cũng chắc đó. lâu lắm. Dạ. Cái nhà hàng đó khởi nó xảy ra bao lâu rồi, lần đầu tiên đó, được Cái nhà đoạn đó là chừng 17, 18 tuổi gì đó. Dạ. hàng. Dạ, 17, 18 tuổi. Rồi sau đó chắc cũng phải 1, 2 năm sau đó. Thì trong một buổi sáng, trong buổi sáng mà chưa hẳn là tỉnh ngủ nữa. Tức là em không biết anh như thế nào nha, nhưng mà tại vì em viết kịch bản, viết kịch bản cho phim á. Thì thường thường những cái lúc mà mình viết không được đó, hoặc là mình nó có những cái vấn đề mà mình nghĩ không ra đó, mà mình cố gắng mình giải quyết đó, thì không bao giờ nó ra hết, không bao giờ tìm được một cái cách để mà xử lý cái tình huống đó, hay là giải bày một cái vấn đề gì đó. Nhưng mà thường thường nó đến trong lúc mà mình sắp thức dậy ở buổi sáng. Thì sau này em mới nghiên cứu thì có nhiều người họ nói là nhiều nhà biên kịch, nhiều nhiều nhà văn nữa chứ không phải là riêng mình. Thế họ nói là cái thời gian mà mình sắp thức dậy sáng sớm á, cái tiềm thức của mình nó làm việc chứ không phải là cái suy nghĩ. Đó, thì cái tiềm thức của mình gọi là unconscious mind nó làm việc, cho nên là nó mà cái unconscious mind thì nó rất là sáng suốt, còn cái suy nghĩ mình thì nó giới hạn. Thì cái lúc mà cái buổi sáng hôm đó, trước cái giờ mà mình hoàn toàn thức dậy đó, con vẫn nó chập chờn giữa giấc ngủ và sự thì em thấy từ mà này lần này lâu lắm, em thấy được giống như là tất cả đều là một cái màn, một cái màn rung động không biết diễn tả ngôn ngữ như thế nào, nó giống như là một cái field of vibration á, Một cái trường rung động. trường rung động. Dạ vâng, đó mình thấy một có nó có cả một cái trường rung động xung quanh mình, và chính mình cũng là một cái trường rung động, và tất cả nó rung động tùy theo cái điều kiện và cái hoàn cảnh. Mà rồi cái trường rung động đó nó có nhiều màu sắc ở trong đó, ví dụ như là màu đỏ thì nó sẽ tìm đến nhau, màu xanh nó sẽ tìm đến nhau, màu vàng nó tìm đến nhau, màu trắng nó tìm đến nhau, cũng giống như là nó đồng thanh tương ứng á, thì nó tìm Nó với giống nhau, nhau, nó hút lại với nhau. nó hút lại với nhau. Vâng đó. Và rồi nó tan ra, rồi nó tụ lại, rồi nó tan ra, rồi nó tụ lại. À, Dạ. thì à, cũng đi quá. Rồi nó chuyển động, rồi nó luôn luôn thay đổi và diễn biến, và nó tụ lại thì nó thành hình tướng này, thành hình tướng kia, rồi sau đó cái nó hết cái điều kiện, cái nó À, hay rã quá. ra Giống như anh hiểu được cái mà gọi là kinh dịch đó, dịch đó, dịch lại. Dạ. kinh dịch đó, là sự chuyển Cái gì động, đó anh? sự sự
không ngừng thay đổi, sự diễn biến, sự diễn biến không ngừng, sự diễn biến không ngừng, mà nó tùy cái điều kiện mà nó diễn biến theo cái điều kiện đó, lại nó khi mà nó hết cái điều kiện thì một cái điều kiện khác khởi lên, hoặc là cái điều kiện này cái nó dẫn tới cái một cái kết quả này, rồi cái kết quả này là lại là cái điều kiện để dẫn tới cái kết quả kế tiếp, và nó cứ nói đuôi nhau, cái trường năng lượng này nó cứ nói đuôi ra, nó chuyển động. Tất cả đều là như vậy hết, nó không có cái gì ngoài cái sự rung động này cả. Thì khi mình nhìn mọi thứ nó đang diễn biến như vậy thì mình cũng thấy mình cũng là một phần của cái trường rung động này, và nó cũng đang diễn biến theo cái điều kiện nhân duyên quả này. Và nó kéo dài khá là lâu, nó kéo dài cũng khoảng là gần nửa tiếng nhiều đó, tại lúc đó thời gian thì em không, nó vô định, em không nhớ đâu, tại lúc mà mình chập chờn mình chưa thích anh. Thì vì nó có một cái thời gian khá là dài như vậy đó, cho nên là mình nhìn được nó, nhìn được nó, rồi mình thấy được là tất cả đều là một cái sự diễn biến, hợp lại rồi tan ra, hợp lại rồi tan ra, rồi nó cứ diễn biến vậy thôi, không có cái gì là một cái riêng biệt ở đây cả. Và cố định, và không có cái gì cố định cả, không có, không có gì cố định, không có gì mà tự nó có hết, tức là cái gì nó cũng liên quan tới cái khác. Cái này nó liên quan tới kia, cái kia nó liên quan tới cái nọ, nó đủ duyên cái nó hợp lại, cái nó chuyển, nó diễn biến, cái nó thay đổi, nó vậy đó. Không có cái gì là một. Và tất cả này là có thể nói là tất cả cái này đều là một cái trường rung động như vậy. Và trong đó thì muôn vàn hình tướng, muôn vàn thứ nó hiện ra ở trong đó. Ở trong cái trường rung động này. Thì em nhìn thấy đó, nó là như vậy. Chỉ lúc mà mình tỉnh dậy, lúc mà em tỉnh dậy đó thì là em hoàn toàn là nó khác. Để là mình nhìn mọi thứ đều là với cái nhìn đó. Mình nhìn nhà cửa, rồi mình nhìn tay chân, mình nhớ thức dậy nhìn cái bàn tay, đưa bàn tay lên nhìn cũng thấy gì luôn. Thấy nó đâu phải là cái tay của mình, nó cũng là nó là một cái trường rung động, nó hình thành, rồi đến một thời gian rồi nó sẽ tan rã ra. Mình không thấy được, mình không thấy cái biên giới, cái ranh giới giữa cái tay của mình với cái không khí bên ngoài này. Mình chỉ thấy là ở bên đây với đây nó cũng giống nhau, nó một thứ thôi, nhưng mà ở đây nó tụ lại, tại vì nó do cái điều kiện cho nên nó kết lại. Vì sau này á, em nghiên cứu thêm á, em mới thấy được là nếu như mình lấy một cái kiến hiển vi mà mình nhìn vô ngay chỗ, nhìn vào cái tay của mình, cơ thể của mình, thì mình sẽ không thấy, nếu mà mình có cái kiến hiển vi siêu tới đó đó, thì mình sẽ không thấy được cái ranh giới giữa mình với lại cái không gian ở bên ngoài mình. Tại nó cũng chỉ là một cái sự rung động của hạt lượng tử thôi. Giống như là trước mình nói là kết hợp hình tướng thì kết hợp đất nước lửa gió, nhưng mà khoa học thì đã phát hiện ra là đất nước lửa gió nó cũng từ hạt lượng tử mà ra. Mà hạt lượng tử tức là quantum mechanics and quantum physics, quantum thì cái hạt lượng tử đó, nó giống giấc mơ lắm, tại vì cái hạt lượng tử đó, nó nhỏ mắt thường không thấy, không có cái gì thấy, mình phải bắn laser cho mình mới thấy được bằng một cái công cụ mà nhìn mà magnify nó lên tới 1 triệu lần thì mình mới thấy nó, còn thôi nó quá nhỏ đi, nó là một cái sự rung động, và nó là cái phiêu mênh mông bao la, và nó là chất liệu để tạo lên cả vũ trụ. Nếu mà không có nó thì nó không có chất keo để hình thành một cái hình ảnh, một cái hình tướng gì cả. Thì rõ ràng là mình nhìn không thấy, tức là cái mà con mình đang nhìn thấy á,
hoặc là mình đang nghe đó, nó rất là giới hạn, mà mình tưởng là mình chỉ thấy nghe như vậy thôi là đúng thôi, nhưng mà mình bị giới hạn bởi cái cơ thể này rất là nhiều. Như là mình thấy là chụp x-ray nè, rồi x-quang, rồi gì bao nhiêu cái x đó, là cái máy nó thấy mà con mắt mình đâu có thấy đâu, bởi vì mình phải chế cái máy ra để nó nhìn. Rồi rõ ràng là nó có nhiều thứ khác mà con mắt mình không thấy được. Thế cho nên là mình cứ nhìn thấy được mà này ai cũng biết rồi, 0.001% của cái light spectrum á anh. Cái tiếng Việt gọi là gì? Color spectrum, light spectrum. Chứ là mình chỉ nhìn được từ đây tới đây. Quang phổ đó, quang phổ. Dạ, dạ. Rồi nghe cũng vậy anh. Mình cũng bị giới hạn, tại mình cũng 0.001 của cái sound spectrum thôi. Nghĩa là có những cái tiếng động ở trên đây mình cũng nghe rồi, ở dưới đây mình cũng không nghe luôn. Thì nếu như mình không có giới hạn bởi cái nghe, cái thấy, cái biết của cái cơ thể của con người á, thì mình sẽ thấy nguyên một cái thế giới này nó không có cái gì mà trống luôn, nó đầy đồ, nó chật kín luôn. Chứ không phải là cái chỗ này nó thoáng, nó trống, rồi cái chỗ kia để cái tủ, chỗ kia để cái bàn, còn đây không có gì hết. Tức là nó không có cái chỗ nào mà không có gì cả. Cái trường năng lượng nó hình thành bao nhiêu thứ mà bởi vì mình giới hạn bởi cái cơ thể, cho nên mình cái thấy biết của mình nó chỉ có một phần thôi, nó rất là hạn chế. Thì trong cái giấc ngủ đó, em thấy được cái chỗ này, cái chỗ mà nó không có cái gì trống hết trơn á. Nó luôn luôn diễn biến, mặc dù nó trong không khí này nó cũng có bao nhiêu thứ nó đang chuyển động, bao nhiêu tiếng âm thanh và màu sắc nó đang ở đây nè. Nhưng mà con người không bị cái spectrum của mình, chỉ cái tầng lớp mình chỉ nhìn thấy và nghe được nhiêu đây thôi. Cho nên là có những cái khác mình không thấy, mình không biết, thì mình cho rằng nó không có. Nhưng mà thật sự nếu mình có công cụ mình soi thì nó không phải là không có. Anh có nhớ cảm giác lúc mà anh thấy được cái sự thật đó không? Cái thế giới này nó không có. Dạ, nó lúc mình nghĩ bình thường. Cảm giác nó hay lắm anh, là lúc đó thì giống như mình vỡ hòa ra đó, tại vì bao nhiêu năm mình rất là tò mò là tỉnh thức là gì, là giác ngộ là gì. Một cái sự cho bằng có thể gọi là khao khát luôn. Nhưng mà không phải là khao khát để đi tu, mà là khao khát về vì cái lòng, cái sự tò mò nó quá lớn đấy thôi. Muốn biết sự thật. Sự thật, dạ. Yeah. Thì khi biết cái điều này đó thì nó tự nhiên là nó chấm dứt câu trả, nó có câu trả lời cho mình đó, anh Thành. Mình không có, tức là lúc mà em cũng đọc sách này đọc sách kia, nhưng mà trong đầu mình không thấy được. Cho nên là mình có những cái câu hỏi nó cứ lăn tăn trong đầu. Thì khi mà thấy được cái này thì tự nhiên nó không còn câu hỏi gì nữa hết. Cái đầu mình nó rất là thông. Giống như là nó, giống như là tất cả những câu hỏi xưa tới giờ, những sự tò mò hiếu kỳ mình đều được giải mã hết. Và nói sự thật nó là như thế này. Không có thời gian, nó không có ngày tháng, nó cũng không có nó là một cái sự chuyển hóa, diễn biến, theo biến động, dạ. biến động dạ. theo tất cả những cái điều kiện, cái duyên hợp, và nó cứ liên linh động như vậy, và nó không có cái gì là một cái ta hay là một cái tôi riêng biệt ra hết. Nó không có cái không ở trong Phật giáo nó là vậy đó, chứ nó không phải là không có, phải không? Nó là không có một thực thể, phải không anh? Không có một chủ thể, không có một thực thể riêng biệt. Không có một cái gì riêng biệt cả. Nó là oneness. Nó là oneness, nhưng mà trong cái oneness đó nó có unlimitedness. Nó có unlimited beings, nó có unlimited, nó cái gì cũng có thể trong cái oneness đó hết. Mình cảm thấy như là giống như là một tờ giấy trắng, rồi mình cầm cây viết thì mình có thể vẽ bất cứ cái hình gì lên trên đó cũng được. Không có một cái gì mà nó giới hạn. Khi mà mình cầm cái viết, chỉ là một tờ giấy trắng thôi mà mình muốn viết chữ cũng được,
mình muốn ngôn ngữ nào cũng được, hoặc là mình muốn vẽ cũng được, mình muốn vẽ xấu cũng được, muốn vẽ đẹp cũng được, muốn 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 làm gì cũng được, cái gì cũng có thể, nó không có giới hạn bởi cái gì cả. Thì sau này đó là khi mà thấy được cái đó đó thì tự nhiên mình thấy ồ sao ai nói gì cũng 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 mình cũng thấy được cái chỗ này hết. Giống như là ghi là bên Mỹ thì thường nghe nói là gì Chúa toàn toàn quyền toàn năng đó, thì mình nói ồ đúng rồi, tại đúng là toàn quyền toàn năng rồi, tại vì cái gì cũng có thể làm được hết, cái màn rung động này nó có thể tạo ra cả vũ trụ này, nó chính là cái vũ trụ này, từ từ nó mà ra đó, mình Và thấy anh được. thấy anh có năng lực sáng tạo giống như là cái trường năng lượng này vậy đó, cái trường năng lượng biến chuyển. Vì mình cũng có thể, vì mình cái gì cũng có thể được, nó không có giới hạn bởi một cái gì cả, không có giới hạn bởi một cái một cái điều kiện hay là gì, tất cả cái gì nó cũng có thể diễn ra. Cho nên nó cho nên đối với lại cái sự giới hạn của con người á thì nó rất là vĩ đại. Lúc mà em tỉnh lại em nói là wow, nó vĩ đại quá, sự thật nó vĩ đại, nó khủng khiếp, nó nhiệm màu quá, không gì là không thể. Còn mình á thì cực kỳ là giới hạn, mình giới hạn bởi thời gian, mình giới hạn bởi không gian, mình giới hạn bởi bởi khả năng, rồi 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 đủ thứ, đủ thứ cái mà mình giới hạn. Và tự nhiên nhận ra là ôi mà nó không có cái gì gọi là mình ở đây, mà tự nhiên mình lại đi mình bám vô cái mình nói là à, này là có mình, cái rồi lại Này là tôi. mình dạ vâng, mình cái mình chấp nhận một cái sự giới hạn rất là hạn, rất là nhỏ nhỏ bé, rồi mình cố gắng mình làm để mà mình xây dựng cái mình đó cho nó tốt hơn, nhưng mà thật sự mình đã vĩ đại, mình đã rất là vĩ đại, vốn đã rất là vĩ đại rồi, thì tại sao lại đi chọn một cái nó vô cùng mà giới hạn, rồi cố gắng làm cho cái giới hạn đó nó tốt hơn chút xíu rồi sau đó nó chết, nó lăn đùng ra, nó bệnh, nó chết, thấy là rất là ngu xuẩn anh. Lúc mình nhận ra sự thật á thấy trời ơi, sao đó giờ sao mình ngu, mình dại dột dữ vậy. Nó phóng thích hết tất cả cái nỗi sợ, nỗi lo âu, rồi nó giải thoát hết tất cả những cái hoài bão, cái ước vọng, hay là cái ham muốn của mình cảm thấy như tất cả những cái gì mà mình đang 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 đang, đang theo đuổi ấy, nó cái giá trị nó quá là nhỏ xíu, anh, nhỏ bé nó không đáng kể so với cái mà mình đã được rồi, cái mà mình đã đang là luôn. Thì đó là cái cảm giác của em khi mà tỉnh thức cái buổi cái buổi sáng hôm đó. Mình thì cũng tư tưởng nhanh vậy đó, tức là mình nhận ra cái đó đó, mình nhận ra cái tất cả những cái mà mình ước vọng, mình lo sợ, mình tính toán nó chẳng là cái gì cả À, đúng rồi. tại vì tất cả chỉ là một sân chơi lớn thôi, sân chơi cỡ tầm vóc vũ trụ đó. Và lúc Nhưng mình mà nhận mình nhìn được cái đó đó thì mình thấy mình hạnh phúc quá đi. Cái những sợ hãi nó được thoát ra hết, những cái sợ hãi, những cái lo lắng, những cái tính toán, những cái thì đó thì cái những cái phiền não đó gọi chung là khổ đó, nó cũng là một cái có thể trong đó luôn, đúng không anh? Tại cái gì nó cũng có thể đó, cho nên nó có thể sướng, nó cũng có thể khổ, nó là có thể mà nó là một cái trường rung động có thể mà, muốn khổ thì là thì được khổ, muốn sướng thì được sướng, đúng muốn rồi. Trải nghiệm. muốn nghĩ có và muốn giống như giờ người ta chơi game, ta tạo một cái avatar đó trong 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 game á, tạo một cái avatar để đi bắn con này bắn con kia đó, thì nó cũng giống hệt như 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 mình ở ngoài đây vậy đó, mình cũng dựng lên một cái avatar, một cái tôi, đều cái Thôi, avatar để mình trải nghiệm, để mình chơi chơi cái này, thì nó mỗi lần mình bắn người ta thì mình sướng, còn mình bị người ta bắn thì mình khổ mình thua thì mình tức, còn mình thắng thì mình vui,
mình nhìn thấy được y hệt như vậy đó, nhưng mà nó cũng chỉ là một cái avatar để vui đùa, để vui, để trải nghiệm thôi. Còn mình hóa thân vào cái avatar này kia, mình lại đâm ra mình lại tưởng mình là cái avatar thật, nhưng mà nó chỉ là cái mình tạo ra để mình, để nó vui thôi. Mà cái avatar gì á, thì là cái gì cao thì gì cũng có thể. Cái avatar nó thiên thần nó cũng có thể, mà cái avatar này là một cái monster, một con monster, một con quỷ dữ, chuyên làm việc ác trên thế gian cũng có thể luôn. Đó, chuyện gì cũng có thể cả. Nhưng mà mình không chọn một cái avatar gì trong một cái sự vô hạn, mình có thể chọn lựa, thì mình lại chọn cái này. Đúng không anh? Chúng ta lại chọn chính cái này. Chúng ta có thể chọn bất cứ cái gì chúng ta muốn, nhưng không, chúng ta chọn cái này, chọn chính cái bản thân này để làm cái avatar, để chúng ta trải nghiệm. Thì cái này được chọn trong vô số, vô hạn sự lựa chọn. Nhưng chúng ta đã chọn cái này thì cái này nó phải khủng khiếp, cái này nó đã được rất là vừa ý với mình. Mình mới chọn nó. Tại anh đâu phải có ba lựa chọn đâu. Anh có tỷ lựa chọn, nhưng mà anh chọn làm anh hạnh. Anh không chọn làm người nào chứ, anh chọn làm anh. Mình chọn làm mình thôi, thì tất nhiên là cái này là mình rất là ưng ý với nó, mình mới chọn. Mà nếu mình ưng ý như vậy thì tại sao mình phải khổ? Tại sao mình phải khổ với nó? Mình chọn nó, mình thích nó. Trong bao nhiêu số sự lựa chọn, mình lại chọn đúng cái này. Xong rồi đó, mình lại nói là mình không sống được với mình. Không thể sống được với mình. Không thể sống được với mình. Giống như Eckhart Tolle nói. Tức là mình lỡ chọn sai ha. Thì trong đời của một người đó, nếu mà mình vẫn chưa thấy được cái mục đích của cái chọn lựa này đó, thì mình nghĩ như anh nói đó, đau khổ lắm, tại vì nó khó chịu lắm. Nhưng mà mình nghĩ mỗi người có một cái sứ mệnh đó, tức là có một cái bài toán mà nó là cái này, làm sao để mình thoát được khỏi cái giới hạn của một cá thể này, để mình tiếp xúc được với cái nhân nói đó, một cái trường vô giới hạn đầy những cái khả dĩ, cái possibility đó, khả dĩ, để mà trải nghiệm đời sống. Tức là cái từ tỉnh thức, từ giác ngộ, rồi tánh biết, rồi hay là Phật tánh, hay là niết bàn, nó rất là nhiều từ. Đạo nào nó cũng sẽ có cái từ, nhưng mà nó interchangeable hết. Tất cả những cái từ này nó chỉ là ngôn ngữ để định nghĩa, để chỉ sự thật, đúng không anh? Tại vì khi mình nhìn thấy sự thật rồi thì nó tự nhiên mình thấy tự nhiên mình thấy là cũng không rất là khó diễn tả, là mình thấy được cái gì và để nói nó là nói cái gì cho đúng nhất được luôn. Một khi mà đã thấy rồi thì ai cũng có một cái gần như là ai cũng có một cái nhu cầu để biến nó thành một cái hệ thống gì đó để truyền đạt lại cho một cái người khác. Giống như buổi ngày mình nói nghiện ngày hôm nay cũng vậy. Em thấy nó rất buồn cười, tại vì có một cái việc, có một thứ mà nói không được mà mình ngồi mình nói hoài. Mà mình đã biết rằng không thể nói được, mà mình vẫn cứ ngồi nói hoài. cái từ anh Hạnh có vui đó anh Hạnh, cái từ crazy đó anh Hạnh, tức là khùng điên á, định nghĩa của cái từ khùng điên á là như thế nào á, thì trong từ điển nói là
cái định nghĩa của từ khùng điên là nếu như một cái người nào đó mà họ biết là họ muốn một cái kết quả khác nhưng mà họ cứ lặp lại cái hành động y hệt như vậy hoài, tức là cái hành động này nó dẫn tới cái kết quả họ không muốn. Họ muốn một cái kết quả khác nhưng mà họ không thay đổi cái hành động, họ không thay đổi hành động, họ cứ làm cái hành động này hoài nhưng mà họ muốn cái kết quả khác. Đó là cái định nghĩa của cái chữ điên khùng. Thì em thấy mình đang giống giống vậy đó anh. Tức là những cái người mà người ta chưa thấy được cái sự thật á, người ta nhìn, người ta nghe cái này người ta thấy rất là điên khùng. Tức là mấy anh nói gì đó rất là điên khùng. Mà tôi không hiểu gì mà anh cứ nói hoài một thứ, nói hoài. Mà mình muốn cái kết quả khác mà mình cứ nói hoài một giống hệt như vậy, nói hoài. mình nhớ cái tâm trạng đó anh Charlie. Yeah. Tức là mình đi học những vị thầy tâm linh đó, họ cũng nói yeah. như là mình nói về đó bây giờ đó, hồi xưa đó. Yeah. Nhưng mà mình có biết thế này này, cái này nó không phải là dành cho mọi người, anh hiểu không? Những cái cuộc nói chuyện thế này không phải dành cho mọi người, mà yeah. dành cho một số người rất là ít thôi. Yeah. Và họ biết nó có một cái gì đó ở trong đó. Mặc dù mình nói ra đó, anh thấy mình không thể mô tả được cái đó, tại vì nó không có đúng. Nó không thể được mô tả bằng ngôn ngữ, tại ngôn ngữ giới hạn lắm. Nhưng mà từ xưa giờ đó, người ta vẫn nói về đó, những cái bậc tổ thiền, tổ sư nên là người ta vẫn nói về cái này. Mặc dù người ta biết không nói được, nhưng mà ta vẫn nói. Tại vì ngôn ngữ nó có đi kèm với lại cái văn hóa, với lại nó có một cái connotation, nó có cái hàm ý mà người ta hiểu theo cái kiểu khác đã xưa rồi, cho nên là bây giờ mình dùng ngôn ngữ để mình nói thì tại mình phải mượn ngôn ngữ để mình nói thôi, chứ mình nói bằng gì giờ. Thì khi mình dùng cái từ nào thì cái từ đó nó cũng đã có một cái, nên nó cũng có cái sự định kiến trong đó, nó có một cái ngôn ngữ, mọi người đã định nghĩa cái từ đó theo một cái ý khác rồi. Cho nên mình mượn cái từ đó ra để mình bẻ ý không được, trừ khi mình phải chế ra một cái ngôn ngữ mới. Mà lúc đó thì chế ra một ngôn ngữ mới thì maybe nó dễ dẫn, đúng không anh? Dạ. Chứ em thấy mình nhiều khi cứ mượn ngôn ngữ nói hoài, càng nói ra cái nó cũng là cái bản chỉ đường. mình nói ngôn ngữ thì nó mô tả về một cái gì đó, một cái vật, một cái người, một cái nhân vật, một cái người. Dạ. Trong khi cái này đó, nó là cái chủ thể, nó là cái background. Dạ, giống như cái tâm, giống như là chữ tâm á, cái tâm á, cái ai cũng nghĩ là nó là một cái center, một cái gì đó ngay ở giữa mình, hoặc là một cái sự suy tư của mình hay gì đó. Tức là bình tâm á, thường thường trong phim trưởng nói bình tâm. Thì cái chữ tâm nó đã được dùng trong nhiều cái ý khác nhau rồi, cho nên bây giờ mình mượn chữ tâm mình nói một cái đó, cái người ta nghĩ đến này, nghĩ đến kia, nghĩ đến nọ, cho nên nó bị lạc tùm lum á. em thấy vậy, lâu em dùng cái từ gì cái em cũng thấy là ô, bạn này, một người thì nghĩ cái từ này nó là theo cái kiểu của bạn ấy, nên tức là interpret ra một cái hàm ý khác ở đằng sau. Cái chữ tâm ở trong đạo Phật nó rất là tối nghĩa đó, đối với yeah. mình thấy nó tối nghĩa lắm, nó không yeah. nó nói được cái gì hết. Yeah, nhưng mà vòng tròn nó có cái tâm, nó là ở giữa đúng không anh, hay là trung tâm thì nó là downtown, là thành phố thì nó trung tâm là ở giữa, nên là nó vẫn có một cái chỗ, nó vẫn có một cái nơi. Tức là khi nói tới cái tâm á, thì mọi người nghĩ là nó là một cái chỗ, nó là một cái nơi, nó ngay giữa. Nhưng mà cái mình muốn nói là nó không có chỗ, không có nơi, và nó cũng không có ở giữa, hay là ở bên ngoài, hay là ở bên trong, hay là ở đâu cả. Cho nên là khi mình dùng cái chữ tâm á, là mình đã rất ngay cái đó, là nó bị cái ngôn ngữ nó đã làm cái hàng rào để mình có thể nói về sự tỉnh thức, nói về sự thật rồi. Tiếng Anh thì nó dùng cái chữ là consciousness, tức là ý thức. Yeah, nhưng mà tiếng Việt thì có chữ ý trong đó, ý, mà ý thì nó cũng là mind, ý cũng thuộc về cái mind đúng không anh? Yeah.
consciousness, yeah. Từ cái chữ consciousness hay là chữ awareness nó khá là hay. Em thích cái từ consciousness. Yeah, nó rõ nghĩa hơn. Đối với mình thì mình thấy nó rõ nghĩa hơn cái chữ tâm. Tại cái chữ tâm của bên đạo Phật nó rất là mênh mông, rất là mơ hồ. Yeah. Không thể. Yeah, nó chỉ giới hạn bởi cái ngôn, mà ngôn từ nào thì cũng vậy, cái khẩu ngữ thì nó càng nói sao thì nó cũng có những cái, nó cũng có, tại vì nó có cái lịch sử của nó, cái từ nào nó cũng có cái lịch sử của nó, mà khi nó được sinh ra đời á, được con người phát minh ra nó đó, thì nó không phải là để chỉ cái mình đang muốn nói, mà khi nó được phát minh ra để nó định nghĩa cho một cái gì đó khác, thì bây giờ mình phải mượn nó để mình nói cái này, thì đâm ra nó misleading, nó dễ misleading, dễ làm cho người ta hiểu sai, người nói và người nghe, yeah, có hai cái sự lệch lạc khác với nhau. Như vậy thì anh có một trải nghiệm mà anh vừa kể, đó là mình thấy được cái trường năng lượng, cái trường của biến chuyển, một cái trường nó rung động và nó biến chuyển liên tục. Thì anh nó chỉ một lần đó thôi hay là sao, hay là nó còn xảy ra những lần khác nữa mà nó có cái nó, dạ nó một lần đó thôi đó. Dạ. Nên nó chỉ có một lần đó thôi, rồi sau này đó thì khi mà, tức là nó chỉ có một lần đó, và một lần đó thì mình nhìn thấy được mọi thứ, và mình không còn câu hỏi nữa, đúng giống như là trong cuốn sách của The Power of Now, là cái câu cuối cùng kết cuốn sách đó, thì có một cái câu anh chắc này anh Hạnh dịch, anh Hạnh nhớ rõ nhất, có người nào đó hỏi một cái câu gì đó em không nhớ rõ, nhưng mà Echo trả lời là khi nào mà bạn không còn câu hỏi nào nữa đó. Nhớ rồi, làm sao mà tôi biết được là tôi tỉnh thức, hình như cái câu đó là như vậy. Hỏi Echo là như vậy. Dạ thì Echo nói là khi nào bạn không còn một câu hỏi gì nữa, không còn một cái thắc mắc gì nữa, thì lúc đó là bạn biết bạn tỉnh thức. Thì giống như, tức là em là cái buổi sáng hôm đó nó giống như vậy đó, tức là mình tỉnh dậy, mình mở mắt ra, mình nhìn mọi thứ, và trong đầu mình nó rỗng toét, và nó mình thấy không còn một cái câu hỏi gì nữa hết mà mình cần hỏi nữa hết, không còn một cái thắc mắc, không còn một cái sự tò mò gì nữa cả, mình thấy nó chỉ là như vậy thôi, sự thật nó là vậy thôi, đâu còn cái gì hơn đâu, nó cũng không phải là cần cao siêu, mà nó cũng không cần phải tập luyện ngồi thiền, tức là mình thấy nhìn xuyên qua hết, mình thấy nó cũng không có thời gian, không có không gian, mình thấy nó cũng không có một cái gì riêng lẻ, không có một cái tôi, cái ta, không có người này người kia, tất cả đều là một, và nó tùy theo cái điều kiện, cái nhân, cái duyên, mà nó hợp nó tan yeah, nó hợp nó tan, và nó rất là dửng dưng, nó không cần phải biết nó là gì luôn, nó rất là dửng dưng, nó rất là thông thả, nó rất là thoải mái, nó không cần phải tôi phải biết cái này, tôi phải học được cái kia, tôi phải đạt được cái nọ, tôi phải thấy được sự thật, tôi phải biết mình. Nó không có nhu cầu. Mình thấy là trời, nó sướng quá, nó đang là nó rồi, nó cần phải biết nó làm gì nữa. Nó đã là một cái sự huyền diệu vĩ đại bao la, cái gì cũng có thể được làm được hết rồi, thì nó cần gì phải
phải kiếm thêm cái gì nữa, tìm cái gì nữa, mà cũng đâu có cái gì ngoài nó đâu. Tức là nó có những cái câu này nó bật 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 ra trong đầu của em. Thế mà mình cái gì cũng là mình hết rồi, không có cái gì không phải là mình hết. Mà mình ở đây cũng không phải là một cái gì đó mà nó muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ. Mình, cái từ mình nó cũng nguy hiểm. Cái từ mình nó cũng chỉ một chủ thể. Tức là cái từ mình đó, như nãy mình vừa nói về vấn đề mà từ ngữ đó. Thì khi mình nói dùng, mình dùng chữ mình đó, thì cái người đối diện nói chữ mình đó là cho là đây là một cái chủ thể thực thể. Nhưng cái từ mình ở đây nó không phải là như vậy. Nó không có phải là một cái tôi hay là một cái ta gì cả. Mình chỉ Mình ở đây dùng là tất cả, không anh, là tất nó cả. chỉ là hoặc là mình có thể dùng cái từ nó, nhưng mà mình dùng cái từ nó thì đâm ra lại có mình ở đây, có nó đằng kia. Nó bị tách rời ra, Trong nó ngôn cũng không ngữ đúng luôn. Dùng cái từ mình cũng không đúng, dùng cái từ nó cũng không đúng. Cho nên trong khó dùng cái từ là bây giờ, ngay bây giờ, là thực tại, có thể là chữ hay là chữ sự thật. Chữ sự thật thì nó không có cái mình, không có cái nó, không có gì hết. Nên chắc nó gần hơn. Ta thì thấy anh thấy sướng lắm, thấy thấy nhẹ, thấy thấy họ thấy thấy mọi cái đều đều rất là hoàn hảo. Lúc đó sự thật nó rất là hoàn hảo, nó không thể hoàn hảo hơn nữa, nó hoàn hảo đến nỗi nó không thể hoàn hảo hơn nữa. Thấy như vậy, thấy 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 ngày hôm trước mình nhìn thấy cái này mình không ăn ưng ý, mình nhìn cái kia mình thích, mình nhìn cái nọ mình muốn thay đổi, thì ngày hôm nay cái này nó đẹp, cái đó nó đẹp, cái kia nó đẹp. Cái này nó hoàn hảo, cái đó nó hoàn hảo, cái kia nó hoàn hảo. Không có cái gì mình muốn thay đổi, không có cái gì mình thấy là nó không đúng như nó đang là. Nó đang là cái tuyệt vời nhất, cái đang nó đang là cái hoàn hảo nhất của chính nó. Tại vì nó đầy đủ hết tất cả cái điều kiện và duyên, nó mới hợp lại được như vậy. Nếu mà nó không phải, em thấy như vậy đó nè, em thấy như nếu như nó mà khác nó đang là, mới là chuyện, mới là kỳ cục, mới là không hoàn hảo. Còn hiện bây giờ cả cái thế giới này nè, nó đang như vậy nè, nó rất là đang hoàn hảo. Nếu nó không phải như vậy á thì rất là vô lý. Cho nên nó tự nhiên mình thấy nó một cái sự hoàn hảo mà hồi xưa tới giờ mình chưa bao giờ nhận ra. Mình chưa bao giờ biết 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 đón nhận cái sự hoàn hảo đó. Thì trong cái giây phút đó đó, nó như vậy, nó hoàn hảo, tất cả mọi thứ nó hoàn hảo hết. Nhưng mà từ từ lúc đó đến bây giờ thì sao? Bây giờ anh làm, anh vẫn làm đạo diễn, anh vẫn làm công việc mỗi ngày, có những việc anh cần làm, thì cái thái độ làm việc của anh như thế nào? Lúc lúc đó thì khoảng 2-3 tuần gì đó sau cái buổi sáng hôm đó, thì cái sự rung động đó nó mạnh đó, cho nên là mình không có để muốn mình không nghĩ tới chuyện khác nhiều. Lúc đó em không nghĩ tới những việc khác nhiều, chỉ là thưởng thức cái có thể là cái trạng thái đó, thưởng thức cái đó. Rồi rồi khi mà mình thưởng thức cái này á, nó trở thành một cái trải nghiệm. Khi mình thấy mọi thứ nó hoàn hảo, mọi thứ nó nhẹ nhàng, mọi thứ nó luôn luôn tươi mới, tươi đẹp, và không có cái gì cũ, không có cái gì lặp lại. Và mình thấy bản thân mình cũng 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 rất là lớn, chứ không phải là chỉ có giới hạn ở cái chỗ này. Thấy được nhiều cái như vậy, thấy không có sự chết sống, thấy tất cả đều là vô thường, nhưng mà cái vô thường trong cái
cái về sự vĩnh hằng, và thấy không, mình không, mình chưa bao giờ mất một cái gì cả, cũng không cần phải lấy thêm vô, đạt thêm vô một cái gì cả, bởi vì không có cái gì không phải là mình cả, cho nên là mình đi tìm cái gì nữa cũng vô ích. Tức là mình đang trải nghiệm cái sự sung sướng này, thì 2-3 tuần sau thì dần dần cái sự sung sướng này nó không còn cái tức là cái giống như bị sao ta, giống như bị người ta nói người ta uống thuốc nhiều quá cái bị gì đó, bị lờn lờn, dạ đúng rồi, giống như bị lờn thuốc á, dạ nó không có cái cảm giác, nó không có mạnh nữa. Dạ thì lúc đó em cũng thắc mắc là ủa tại sao bây giờ nó không có, nó không đã, giống như là lúc mình mới tiếp cận với sự thật nữa, nó không đã nữa. Thì mình mới nhận ra rằng à, thì ra cái sự tỉnh thức, cái sự tỉnh thức nó cũng là một cái cảm giác của cơ thể mình á, khi mà đón nhận tỉnh thức á, nó là một cái sự trải nghiệm, và cũng như tất cả những sự trải nghiệm khác thì nó bắt đầu thì nó phải có kết thúc. Cho nên là cái mà mình thấy sung sướng nhẹ nhàng, tất cả những cái cảm xúc bồng bềnh an yên này, nó cũng chỉ là một cái trải nghiệm nằm ở trong sự thật mà thôi, chứ nó không phải là sự thật. Cho nên nó sẽ bắt đầu rồi nó sẽ kết thúc, để nó nhường lại cho những cái trải nghiệm khác, rồi nó nhường lại cho những cái trải nghiệm khác. Nó cũng y như là cái lần đầu mình thấy là điều kiện thì nó sẽ tụ lại, rồi hết điều kiện nó tan ra, điều kiện nó tụ lại, rồi hết điều kiện nó tan ra, như vậy thôi. Thì sau đó thì mọi thứ nó trở về rất là bình thường, cũng đi làm bình thường, cũng này cũng kia rồi, nhưng mà mình có một cái sự nhạy bén với lại cái gì mà nó làm cho mình khổ. Dạ, nó, mình rất là nhạy bén với cái đó. Hồi xưa là mình không vừa lòng cái này, hay là mình căng thẳng với cái chuyện kia, mình bị pressure với cái công việc, hay là vân vân vân, nhiều thứ nó đem tới cái cảm giác nói chung là khổ. Thì mình phải chịu đựng nó, và mình cố gắng giải quyết những cái đó, nhưng mà mình giải quyết thì nó lại cái này chồng lên cái kia chồng lên cái nọ thôi. Còn bây giờ thì rất là khác, là khi mà nó vừa hiện lên á, là mình nhìn thấy liền, mình thấy được cái bản chất của cái sự sai lầm của mình, cái sự ngu xuẩn của mình á. Và lúc mà cái buổi sáng hôm đó mình thấy đó, nó vừa hiện lên cái mình nói mình vừa khổ cái mình nói ngu quá. Vì sao anh? Vì sao mình thấy mình ngu xuẩn? Mình, tại vì mình thấy là mình tưởng là có một cái ta riêng biệt, muốn này muốn kia muốn nọ, sợ này sợ kia sợ nọ nên mình tưởng là cái avatar này là mình lầm tưởng nó là mình, cho nên mình rất là khổ, vì đụng tới nó cũng khổ, nó không được cái gì nó cũng khổ. Cho nên là khi mình thấy rồi, mình nói cái avatar này nó chỉ là cái avatar thôi, nó không phải là sự thật, nó không phải thật sự là mình. Cho nên là bây giờ mình rất là nhạy bén với cái đó, thế mà mình vừa khổ một cái là mình activate cái nút, rồi tự nhiên cái nút đó nó bật ra, cái mình nói ngu quá, là không có một cái ta riêng lẻ nào, riêng biệt nào cả đâu mà khổ. Thì lúc đó nó cái nỗi khổ nó biến, giống như là mình hát xiếc anh, người ta làm xiếc á, chứ nó không phải là từ từ giải quyết vấn đề cho nó bớt khổ nữa, mà vấn đề nó vẫn còn đó, mình vẫn làm việc ở đó, nhưng mà cái nỗi khổ nó không có đó, cái suffering á nó không có ở đó. Tuy nhiên thì công việc và tất cả những cái gì mình phải làm thì nó vẫn y như vậy thôi, nó không khác, nó không có thay đổi. Khi không có cái khổ ở đó đó thì em thấy công việc lại tốt hơn. Tức là mình không có bực bội nè, mình không có bị tâm lý chi phối nè. Mình không có bị tức là mình không có
tức là mình chỉ là làm việc là làm việc thôi, thì nó cái năng suất, cái hiệu quả của công việc mình làm á, nó khách quan hơn, và nó đạt được một cái kết quả tốt hơn. Là khi mình vừa làm mà mình vừa trong đầu mình đầy những cái suy tư toan tính căng thẳng đùm lum, với tâm lý bị chấn động đùm lum hết Một trơn cá là mình thể phải không anh, một cá thể đây. một cá thể đó. Dạ, khi mà vẫn làm việc ở đây, nhưng mà trong đầu thì tùm lum chuyện hết trơn á, thì anh cứ nghĩ đi là nó làm sao mà mình cái kết quả của cái công việc mình nó tốt được. Còn bây giờ đó là khi mình tự nhiên mình thấy rất là ok, mình chỉ làm việc thôi. Mình làm việc ra thì tự nhiên công việc nó trở nên nhẹ nhàng, và cái kết quả lại lại đâm ra lại tốt hơn. Mà trước đây mình nghĩ là mình phải suy nghĩ phải này phải kia, vận não, cái động não này kia, thì công việc nó mới tốt được. Mình phải lo lắng, rồi mình phải Đúng rồi, sợ cái mình này phải sợ kia lo, mình sẽ nọ. lo Yeah. tính. Mình phải toan tính, lo lắng, mình phải đủ thứ anxiety tùm lum hết trơn á, thì công việc nó mới tốt, đúng không anh? Thưa mình nghĩ vậy đó. Nhưng mà giờ là mình thấy ô, cái đó là cái sự dại dột. Mình phải ngược lại, tức là mình không có cần phải lo lắng gì trên đó, mình chỉ cần tập trung làm thôi. Chỉ cần tập trung làm thôi là nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nếu mà anh làm á, ví dụ như anh làm trong một phim trường và anh thấy có những cái chuyện người khác làm mà sai đó, thì sao cái phải của anh như thế nào? Mình thấy nếu mà mình không tỉnh thức á, thì mình sẽ cảm thấy rất là bực bội. Nhưng mà lúc mà mình bực bội thì mình biết là ủa, tại sao mình khổ, tại sao mình bực bội vậy, là bực bội nó dẫn tới là mình cái cảm giác đó là cảm giác khổ. Đúng rồi. Mình cái mình nói ủa, tại sao mình khổ vậy, tại mình thấy có một cái này với cái kia, cái này nó làm được, cái kia nó làm không được, cho nên nó so sánh cho nên nó khổ. À, Cái lúc mình đó làm việc mình biết là cái đó không đúng phải không? mình biết Mình liền cái đó biết. là không đúng. Mình biết khi nó cái khi có cái sự bực bội nổi lên là mình biết liền, là mình nhận ra liền là tại vì mình tưởng có một cái tôi này đằng kia, rồi có đằng kia có một cái tôi khác, cho nên mình khổ đó. Cho nên là liền lúc đó là mình thấy đâu có cái gì đâu, tất cả đều là một cái màn gì vũ điệu của vũ trụ, và đằng đó họ như vậy mới là hoàn hảo, chứ nếu mà họ làm tốt hơn vậy á nó không có hoàn hảo. Họ phải như vậy mới hoàn hảo, tại vì tất cả những cái nhân viên nó đẩy tới cái đang là đó, mà giờ mình không chấp nhận cái đang là đó, tức là mình muốn sự thật là một cái gì đó khác sự thật, thì mình mới là người vô lý. Họ đang hoàn hảo, mình không cho phép họ làm như vậy là mình mới là chính mình mới là dại dột vô lý, chứ không phải là Anh thấy được những cái nhân duyên làm như người ta làm như vậy đó, làm như người đó làm như vậy. dạ đúng rồi anh. Cái nhân duyên nó dẫn tới cái đó, ví dụ như một người ta chậm thì tất cả những cái nhân duyên nó dẫn tới cái sự chậm chạp, và một người thật là nhanh thì nó dẫn tất cả những cái nhân duyên trước đó nó dẫn tới cái đó. Người ta có một cái quan điểm nào đó, hay người ta có một cái khả năng, tài năng, biệt tài gì đó, thì nó cũng là đầy đủ tất cả những nhân viên nó tụ lại, nó giống hệt như giấc mơ mà em nói đó, tức là nó đầy đủ, nó tụ lại thành hình tướng, nó thành này thành kia nọ, nó rất là hoàn hảo. Nó không sai một chút xíu nào hết, không sai một chút xíu nào hết. Vậy thì mình ở đây mình phán xét, mình muốn nó khác thì mình là dại dột chứ nữa. Nó cả một cái tất cả nhân viên bao nhiêu thứ nó tập hợp lại nó mới tạo được cái kết quả như vậy, cái đang là như vậy. Mình nói không, bây giờ tôi không muốn anh đang là như vậy, tôi muốn anh đang là khác theo ý tôi, mình khổ đúng rồi. Mình dại dột, mình muốn một cái mà mình muốn một thứ mà không thể được mà mình vẫn muốn, đúng không anh? Nhưng mà nhiều khi đó mình nếu mình muốn một người đó mà thay đổi đó thì đã khó rồi, cũng như mình muốn đời sống đó, tức là bao nhiêu một ngàn nhân viên đó, thay đổi đúng không, mình chấp nhận đời sống, mình nói là cái này phải như thế này, cái kia phải như thế này, tức là nhiều thứ là một thứ đâu. Cho nên là khi mình thấy được rồi đó là mình thấy là khổ là tại mình chứ không phải là tại tại người ta. Ngoài kia nó là như vậy thôi. Thế giới nó đang hoàn hảo vậy thôi. Mình chọn là khổ hay sướng là do mình.
Còn lúc mà mình chưa tỉnh thức á, thì mình lúc nào mình cũng là tại cái này, tại cái kia, tại cái nọ mà tôi khổ. Lúc mà mình tỉnh thức rồi á, thì mình thấy không có tại gì hết trơn, tất cả đang hoàn hảo. Tại tại vì mình ngu xuẩn, mình chấp có cái tôi riêng biệt này, cho nên là mình đâm ra mình tự mình làm khổ mình. Mình muốn cái hoàn cảnh phải như thế này, người kia phải như thế kia. Tự mình làm khổ mình nha. Hàng ngày thức dậy nghĩ là mình muốn hạnh phúc, nhưng mà mình toàn là làm những cái chuyện mà đem cái sự phiền não cho mình không. Hồi này anh nói một câu mà bây giờ mình muốn hỏi là anh, tại vì nó rất thú vị. Mình muốn anh, nếu mà anh nói được là, thì nó thú vị lắm, là cái anh bảo trong cái trường của sự biến thiên thay đổi liên tục như vậy đó, một cách vĩnh hằng, hai cái đó đó giống như nó tương phản nhau đó, anh có thể nói về cái đó được không? Tại vì trong trong một cái trường mà nó mọi thứ đều thay đổi hết, mà nó có cái vĩnh hằng ở trong đó, nó có cái bất biến, có cái vĩnh hằng, Dạ đúng có rồi. cái không bao giờ mất hết, anh có thể nói thêm cái đó được không? Tức là mình thấy được cái sự vô thường luôn luôn là chuyển động Đúng không rồi, ngừng. đúng rồi. Mà cái sự chuyển động không ngừng á, là thì đâu có cái gì mà cố định, đâu có cái gì Đúng rồi, mà thường trực được. đúng rồi, đúng rồi. Thành Đúng ra không? nó Mà là vĩnh hằng. tức là bữa nay có thì ngày mai mất. Đúng rồi, đúng rồi, Không đúng rồi. có gì thường trực hết. Đúng rồi. Nhưng mà nó có một cái là cái sự thường trực của cái sự chuyển động này luôn luôn nó thường trực, tức là nó đang cái sự thường trực của cái sự chuyển động này, của cái sự vô thường này, nó thường trực. Là cái đó là cái bất biến đó, Cái bất biến đó, là luôn luôn chuyển động, là nó luôn luôn chuyển động. nó luôn luôn chuyển động như vậy, nó thường trực luôn luôn chuyển động như vậy. Nó không có bắt đầu và nó không có kết thúc, nó không hết, nó chưa bao giờ có cái chỗ là ok bây giờ bắt đầu chuyển động đi rồi ok bây giờ đừng chuyển động nữa. Đó, đúng không ạ? Mà nếu như mà nó có cái điểm bắt đầu và nó có cái điểm kết thúc á, thì á, nó cũng sẽ trở thành một thứ vô thường. Cho dù nó 1 tỷ năm đi nữa, nó cũng sẽ trở thành một cái thứ vô thường trong cái vĩnh hằng Tức là thường trực. có lúc nó sẽ dừng lại đúng không? Nếu có lúc nó sẽ thay đổi đúng không? Nó dừng lại đúng không? Nếu nó bắt đầu đó. Là cái lúc nó nhanh, lúc nó chậm, lúc nó lỏng, lúc nó đặc, lúc nó màu này, lúc nó màu kia, lúc nó màu nọ. Nó tức là cái sự chuyển động á, nó muôn hình vạn trạng và cái gì nó cũng có thể hết. Có nghĩa là lúc thì nó nhanh, mà nó nhanh cực nhanh cũng được, nhanh đến nỗi mà không có gì. Nếu nói về tốc độ thì ví dụ như là 1 tỷ lần nhanh hơn tốc độ ánh sáng cũng được luôn. Còn lúc mà nó chậm thì coi như là nó chậm, không có cái gì chậm bằng. Nghĩa là nó có thể dừng lại hết tất cả, không còn một cái sự chuyển động gì hết, vẫn có thể, tại vì nó cái possibility mà. Bây giờ nó mới là quyền năng. Quyền năng của Thượng Đế. Cái đó nó thật sự là quyền năng, nhưng mà nó đều là thường trực. Trong cái thường trực này đó, mình không có từ ngữ để mình nói. Trong một cái thường trực tĩnh lặng, nó rất là tĩnh lặng, nhưng mà trong cái tĩnh lặng đó thì nó rất là ồn ào. Tại vì nếu mà nó ồn ào á, thì nó không chừa chỗ để cho cái thằng khác nó ồn ào được. Giống như là âm thanh vậy đó, nó phải là rất là silent, nó rất là yên tĩnh, để chi, để tất cả những âm thanh có thể hiện ra trong đó. Chứ nếu mà nó đang rất là ồn ào thì âm thanh đâu có len vô đó được, đâu có chen vô đó được. trong cái trong cái đồng đó nó có một cái rất là yên, ý anh là vậy đó. Và nó
Dạ, giống như là cái bản chất của nó là nó không phải không là cái gì hết, nhưng mà nó cho, chính nó cho phép tất cả vũ trụ được hình thành, kết hợp và hiện ra. Nó allow nó trao quyền cho tất cả một cái vũ trụ này, tất cả hình tướng được 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 kết hợp, được hình thành. Mà khi mà được hình thành thì hình thành ở trong nó, chứ không có hình thành ở ngoài nó. Sắc tức không, không tức sắc gì đâu. Người ta nói sắc tức không, không tức sắc thì nó chả biết nó là cái gì. Nó là form, form and formless, nó là sắc và không, tức Chắc là form tức là sắc, tức là hình tượng đó. Hình tượng và vô tưởng. chưa bao giờ mất, nó chưa bao giờ mất, và cũng không ai lấy đi của nó được cái gì cả, tại vì không có cái gì ngoài nó thì làm sao có ai ở ngoài kia để mà lấy đi cái gì của nó. Không bao giờ, nó chưa bao giờ mất, nó cũng chưa bao giờ bắt đầu, nó chưa bao giờ bắt đầu, cho nên là nó không có cái tuổi thọ. Mà nó chưa bao giờ bắt đầu thì làm sao nó mất được. Chưa bao giờ được sinh ra phải không anh? Chưa bao giờ được sinh ra. Và nó chưa bao giờ có cái điểm bắt đầu thì làm sao nó mất được, làm sao nó hết được. Những cái gì mà hết thì phải bắt đầu thì mới hết được. Nó chưa bao giờ, nó chưa bao giờ bắt đầu. Thiền sư Nhật, Nhưng thiền sư Băng Khê đó có gọi là cái bất sinh, cái nó chưa sinh ra, chưa bị cái bất sinh ra, sinh, cái bất sinh đó, ngài dạ gọi cái là bất cái bất sinh, sinh đó, dạ nhưng mà sư Băng Khê. nó mâu thuẫn tại vì cái bất sinh đó đó nó sinh ra hết tất cả vũ trụ. Nó thì chưa được, chưa bao giờ sinh ra, nó thì chưa bao giờ được sinh ra, nhưng chích nhưng mà nó chưa sinh ra, nhưng mà nó đã sinh ra hết tất cả vũ trụ rồi. Nó mà sinh ra còn khủng khiếp nữa. Chưa đẻ ra mà đã đẻ hết tất cả vũ trụ rồi. Mình có một cái mình có một cái so sánh là thế này, là nếu mà cả vũ trụ này đó, mình nghĩ bom nguyên tử là cái ghê gớm nhất cái phải không, nhưng mà cái vũ trụ này đó mà đồng thời coi như là bị nổ hết đó, bởi bom nguyên tử đó, nổ hết cả vũ trụ, nó cũng chạm được cái đó. Cái đó nó mà không Không có khác luôn, không khác gì hết, không không có không khác, không không có touch được, không có chạm được cái đó, không có ảnh hưởng không được cái khác đó. gì cả, không khác gì cả, Cái tức đồng là, bộ đó cả vũ trụ ra nổ bom tử hết, cái đó nó vẫn bấm không có ảnh hưởng, không bị phá được, phá hủy được. không khác gì, tức là khi trước cái bom nguyên tử nổ và sau bom nguyên tử nổ thì đối với khi mình chưa tỉnh thức á, thì nó khủng khiếp lắm, nó là tận thế. Nhưng mà khi mà mình tỉnh thức rồi đó thì mình thấy trước bom nguyên tử nổ và sau bom nguyên tử nổ nó không khác nhau. Nó cùng nổ trong cái đó thôi. Nó không có khác nhau, tại vì tất cả đều nó cũng chỉ là đủ duyên thì nó tụ lại, hết duyên nó tan đi thôi. Thì đủ duyên thì bom nguyên tử nổ, hết duyên thì hết bom nguyên tử. Một cái trái đất nó cứ vậy thôi à, nó cứ nó không khác nhau gì cả, nó là một cái vũ điệu, rất là hoàn hảo. Một cái biển năng lượng, một cái biển, một cái vũ điệu của năng lượng của Cho nên mình không sự có sợ được không anh? nhảy múa của nguyên tử Cho nên mình hiểu, mình không có sợ được á, không không có cái gì làm cho mình sợ được á, tại vì nó không có cái tôi để sợ, nó đơn giản vậy thôi à. Khi mình thấy có cái tôi này á, thì cái tôi này nó sợ đủ thứ hết, nhưng mà khi mình nhận ra cái tôi này là mình ngộ nhận thôi, nó một cái delusional, ngộ nhận, tức là một cái tôi ảo, ảo tưởng, mình ảo tưởng nhưng mà mình tưởng thật. Giống hệt như là mình nằm mơ đó.
khi mình thức dậy mình nói đó là giấc mơ, cái mình lập tức mình gạt bỏ thoát nó liền liền, thoát mình liền gạt bỏ, mình gạt thoát bỏ nó khỏi qua khổ quên liền chuyện đấy, nó là mơ mà, nó có thật đâu. Thì giờ nó y chang vậy luôn, tức là khi mình tưởng cái này là tôi á, mình ảo tưởng như mình tưởng thật á, thì mình cũng y giống như trong giấc mơ vậy đó, cái gì cũng sợ hết, cái gì cũng thiệt hết. Đừng nói bơm nguyên tử, một cái kim thôi cậu, hay là một cái gai nhọn thôi mà đâm vô thôi là cũng sợ thấy mồ, vậy nó là bơm nguyên tử. nhưng mà khi mà mình thức tỉnh ra khỏi cái sự ảo tưởng này á, thì tất nhiên là nó còn đau, còn buồn, còn này kia của cái cơ thể, cái physical body mình vẫn phải chịu cái đau, cái sự đau đớn của nó, nhưng mà cái khổ tâm lý nó không còn. Một cá thể nó cái khổ của một cá thể nó được những cái bong bóng nước ha, nó nổ. Dạ, cái khổ tâm lý á mới là cái khổ của con người, chứ cái con người đâu có sợ đau. Con người chỉ sợ khổ thôi. Mình thì anh như vậy là anh trực có một cái tình thức mà gọi là long trời lở đất, tức là nó sụp đổ hết. Dạ, nó không có từ từ anh, nó là đùng cái đùng vậy đó. Đùng cái thấy vậy đó. Long trời lở đất, nó có gì sụp hết. Dạ, nó không có kiểu giống như là nó có một lần nhá hàng đó chứ. À. Nó có một cái lần nhá hàng. Dạ, rồi bắt đầu nó bùng ra. Dạ. Như vậy thì bây giờ nó bung ra rồi đó, anh có nhớ được cái nhà hàng là nó về cái gì không? Không nhớ, đấy là tại vì cái cảm giác, cái sự trải nghiệm nó quá đặc biệt, cho nên mình không quên được cái lần nhà hàng đó anh. À. Với lại mình, tại vì em tò mò lâu ngày quá, tức là mình hiếu kỳ, mình thấy mọi người ta nói là người ta tỉnh thức, nói trời ơi mình nó là cái gì vậy, mình muốn biết cái đó là cái gì, không thấy được, không hiểu được, không gì chơi, mà mọi người đều nói về cái đó nó trừu tượng, làm cho mình khó, rất là khó chịu. Chẳng là đừng ai nói hết, tự nhiên giống như là giờ mình anh gặp người bạn, cái người bạn nói ê tao có cái này tao muốn nói với mày nè, hay lắm cái thôi, nhưng mà thôi đi không nói đâu. Em mà tức lắm rồi, nói đi. Nói đi mà. Thôi không nói đâu. Tức quá. Kiểu bực bội á, nó nhử mình, làm cho mình thấy tò mò, xong rồi nó không nói đâu. cái đó là gọi là trong tâm thiền gọi là thiền công án đó. Cái nghi lớn đó, nó phải có cái tò mò, cái nghi ngờ. Dạ. Anh á, anh nghi không biết nó là cái gì, biết nó là dạ. Cái gì, tình dạ, thức là rồi. Cái gì vậy? Dạ đúng rồi. Cái nghi của anh là anh nuôi lâu dài đó, anh nuôi biết bao lâu, bao nhiêu năm anh? Nhiều lắm lắm, dạ em nhớ là nhìn lên bàn thờ, lên bàn thờ, thường thường là bàn thờ thì đủ thứ bằng đủ. Đủ dạng bàn thờ. Như chạy xe ngoài đường thì thấy tượng tượng gì tượng Đức Mẹ bên Mỹ, mà ta thấy tượng Đức Mẹ rồi Chúa trên thánh giá trên mấy cái nhà thờ đường này kia, rồi vô nhà thì thấy tượng Phật tượng này tượng kia, thì mình luôn luôn mình cứ nhìn lên và nói họ biết cái gì ta, họ cũng sinh ra làm người, rồi họ cũng chết, họ cũng sanh lão bệnh tử y như mình thôi, chứ đâu mấy người này đâu phải là tự trên trời bay xuống đâu, giống như trong phim siêu nhân của Hollywood đâu. họ cũng làm một thằng em bé rồi họ lớn lên, rồi họ già họ cũng chết, rồi họ cũng biết đau, biết này biết kia, chứ đâu có ai sống tới bây giờ đâu. Mà tại sao mọi người lại đưa lên bàn thờ, họ biết cái gì mình không biết, có một cái câu hỏi lớn như vậy, họ biết cái gì mình không biết. Chúa biết cái gì mà mình không biết, Đức Phật biết cái gì mình không biết. Dạ, biết cái gì mình không biết. Dạ, cái đâu có khác gì đâu. Tất cả lão tử, A-la gì, tất cả người đều sinh ra cũng phải sinh ra làm em bé, rồi cũng phải đi học, cũng này cũng kia, rồi lớn lên họ biết cái gì đó.
rồi họ 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 kể lại cái gì đó mà họ biết cho mọi người, rồi mọi người wow và đem họ lên bàn thờ rồi họ cũng bệnh, họ chết rồi biến họ thành một cái đạo, chứ họ có lập đạo, lập lập đền, lập gì đâu. Đúng, họ họ chỉ biết, họ chia sẻ thôi, chứ họ đâu nói là ok tôi phải lập cái tôn giáo này, lập cái tôn giáo kia, họ đâu có cái mục đích đó. Con người làm sau này thôi. Cho nên là khi mà em nhìn, em phân tích vậy mới đặt những cái câu hỏi như vậy, là họ biết gì mà mình không biết. Thì cái nghi lớn, cái nghi lớn nó cứ bám nghi theo lớn, nó có một cái nghi lớn đó, và anh nuôi cái nghi đó năm nay cái năm khác. Em nghĩ cái đó là cái nghi lớn đó, là nếu mà nói là có cái sự, phải có một cái sự kiên trì tu tập gì đó để mới được tỉnh thức á, thì chắc cái sự kiên trì tu tập của em á là cái sự tò mò đó đó. Rồi, cái tò mò đó, cái nghi lúc nào nó cũng theo anh hết đúng không? Lúc nào nó cũng bám theo anh hết. Dạ dạ, chứ không có làm gì khác hết trơn, chứ không phải là kiểu giống như là ăn chay rồi phải luyện tập này luyện tập cái kia rồi gì đó, không có, nó chỉ có cái tò mò gì đó, không biết là không biết cái gì vậy đó. Giống như mình xem phim mà mình muốn biết cái kết cục cái như thế nào đó anh. Cuốn câu chuyện kết nó như thế nào á, tại vì mình đang bị, tức là bị lôi cuốn á. Đó, mà mình tắt máy mình tắt không được á. Giống như xem phim trưởng á, mà cái tập này hết rồi là cái bộ đó, dạ dạ, cái tập này hết rồi là buồn ngủ lắm rồi, mai phải đi làm, nhưng mà hồi tập nữa đi. Anh nhớ không? Thôi một tập nữa đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Hết còn tập đó là mấy chục tập luôn, không sao đi. Coi hồi hai mắt đỏ rồi buồn rồi, tới 3-4 giờ sáng luôn mà vẫn không đi ngủ được. Đó, đó kiểu nó cứ lôi cuốn mà nó cứ bắt mình phải. Dạ. Yeah. Để phải suy nghĩ về nó. Mình thì nó có những trải nghiệm nhỏ, mình thì tập thiền đó, nên nó cũng có những cái trải nghiệm nhỏ. Rồi nó từ qua thời gian thì nó có những cái thấy lớn hơn. Yeah. Rồi qua thời gian nó có những cái thấy cũng long term là rất chứng minh vậy đó. Tức là nó có nhiều cái trải nghiệm khác nhau, những cái kích thước khác nhau, chiều kích khác nhau. Em không thấy ai giống ai hết. Thì trước lên thầy Viên Minh, đến thăm thầy Viên Minh thì thầy Viên Minh cũng nói về, kể lại những cái lần thầy tỉnh thức cũng rất là khác nhau luôn. Tức là mà thầy tỉnh thức có nhiều lần lắm, chứ không phải là một lần, không phải là một lần rồi đùng rồi long trời lở đất. Tức là nó cũng là những cái lần nhỏ nó gom lại. Mình cũng vậy, nó có nhiều cái nhỏ, có nhiều cái trung, rồi có những cái lớn. Nhưng mà em nhớ em có nói chuyện với hai người, em nói chuyện với hai người và họ không biết có lòng trời ở đất không, nhưng mà khi mà em nói nó nói hồi cái họ nước mắt họ trào ra, cái nước mắt của sự tỉnh thức nó sung sướng, nó giải thoát á, họ trào ra, họ bừng lên cái mà không biết đâu phải ấy không. Trước mặt mình luôn, mình đang ngồi mình nói chuyện thôi, giống như em với anh đang ngồi nói chuyện nè, tự nhiên nước mắt tràn ra ràn rụa. Thì em chỉ nghĩ tỉnh thức nó giống như cái cánh cửa mở ra thôi, rồi bước vô bước ra thôi, nó chỉ vậy thôi. Nếu mà đó giờ mình lòng vòng trong căn phòng, mình không tìm được cái cửa đâu. Cái lúc mà mình tìm được cái cửa mình mở ra, giống như căn phòng tối á, không biết cái đường ra là chỗ nào, không biết cái cửa chỗ nào để mà mở ra. Hay là người mù đi vòng tìm cái cửa thôi, thì cái cửa lúc nào nó cũng ở đó, chứ không phải là mình phải đục tường, mình làm cái cửa rồi mình mới mở ra được. Mình không phải làm gì hết trơn á, mình chỉ cần mở cửa thôi. Tường đóng phải là một cái gì mà mình trui rèn, giống như mình làm nó có cái công phu nó mới thành được cái đó, không? Nó không phải là như vậy. Dạ, đúng rồi. Cho nên là đôi khi em thấy có nhiều người ta nói ồ em đọc kinh rồi em
em nghe thầy này, em học thầy kia rồi em rất là, mà em vẫn chưa vỡ ra, em vẫn chưa thấy, em đi tìm này kia nọ, đó là, và họ bị kẹt trong cái kiến thức đó. Họ nghĩ là nó phải, họ phải gom góp thêm nhiều cái kiến thức mà họ chưa biết được đó. Họ phải càng nhét, nhồi nhét kiến thức vô đầu thêm nữa đó, nó mới đủ những cái tầng lớp gì đó mới tỉnh thức. Cho nên là đâm ra lại đi con đường rất là dài, mà có thể con đường đi không tới luôn, đó không, bây giờ thấy cánh cửa luôn. Nhưng mà mình nghĩ đó là nếu mà người ta không có biết cửa nằm ở đâu đó, cánh cửa nằm ở đâu đó, thì cũng phải đi tìm thôi. Yeah. Cũng phải bôn ba, cũng phải đi đông chả dày. Thầy nào cũng đi tìm. Yeah. Nghe đâu có thầy cũng phải đi tìm hết. Mình nghĩ vậy. Tại vì mình có những người họ cũng làm như vậy, họ cũng bôn ba, họ cũng tìm kiếm. Xong rồi bây giờ họ tỉnh thức xong, nói đừng có tìm gì hết á. Đúng rồi. Thế rất là mâu thuẫn. Mỗi lần mà người ta tới nói với em á, là chỉ em sao, anh em đi tìm mấy năm nay rồi, làm sao anh chỉ em làm sao tỉnh thức. Cái nói đừng đi tìm nữa, bỏ hết kiến thức, dục hết, bỏ hết. Họ nói là ok, em thấy là như thế này đúng không anh, bỏ cái đó luôn. cái này rồi tức sắc, không tức sắc, rồi cái này rồi gì gì đó. Bỏ luôn cái đó luôn, bỏ hết, làm ơn bỏ hết. Em nói trời ơi, em học biết bao nhiêu lâu mới được cái này mà anh kêu bỏ hết. bỏ hết là mới tìm thấy nó. Cực kỳ mâu thuẫn, mà không tìm thì làm sao thấy nó được. Đúng rồi, mà đi tìm á, lại đi tìm á, rồi lại kêu là phải bỏ hết. Nó tìm đến một lúc thì nó không tìm được nữa, nó mới bỏ được cái này. Thì mình nghĩ như vậy đó. À, tìm đến một lúc á, nhận ra cái mình đang tìm là cái đang đi tìm. Đúng rồi. Để đi tìm hồi cái nói, cái mình đang đi tìm là cái đang đi tìm nè. Cái nó đang đi tìm là cái mình đang tìm nè, bởi vì mình không bao giờ tìm được. Cho nên mình phải bỏ hết mấy cái kia đi thì mình mới thấy được cái đang đi tìm. Còn nếu mà mình vẫn nghĩ là nó nằm ở ngoài kia đó thì mình vẫn đi tìm hoài, giống như ví dụ mắt vậy thôi, mắt mở ra nhìn thấy cả ngàn thứ. Nhìn cái gì nó cũng được nhìn thấy hết trơn á, nhưng mà nó hỏi nó là gì á thì nó không thấy, nó không biết. Nó chỉ nhìn thấy được những cái nó thấy thôi. Còn hỏi mắt, ê, mày là gì mày? Thì nó đâu biết nó là gì đâu. Tại nó có bao giờ được nhìn thấy nó đâu. Bây giờ nó bỏ hết tất cả ra đó, thì nó mới cảm nhận được. Nó là cái đang thấy hết tất cả. Thì mình đi tìm từ cái chỗ mà nó đã đó rồi đó. Ngay đó đó mình đi tìm đúng không? Thành ra không tìm gặp được, đúng không? Mà khi mình thấy rồi đó thì cái gì cũng là cái mình đang tìm hết đó, đúng không? cái gì cũng là cái mà đang tìm hết trơn, mà hồi đó giờ mình đã tìm rồi chứ mà mình không nghĩ nó là nó. Nếu như mình cầm cục hột xoàn lên mà mình nghĩ đây là hột xoàn giả, nhưng mà nó là hột xoàn thật đó, nhưng mà mình nghĩ mình không tin là nó là hột xoàn thật, cho nên mình đi tìm cái cục hột xoàn khác. Cái mình tìm cái cục hột xoàn khác nó cũng là hột xoàn thật luôn, cái mình nói cái này chắc cũng chưa phải là hột xoàn thật đâu. Cái mình đi tìm một cục khác, nhưng mà hồi đó tới giờ mình chưa có bao giờ tìm, chưa bao giờ có hột xoàn giả, chỉ có hột xoàn thật không à. Tìm được quá nhiều lần rồi mà cái tưởng là giả. Không tin. Không tin là mình có học xoan, không em? Không tin là học xoan mình có thật. Dạ đúng rồi, không tin. Học xoan cũng mình có thật. Đi tìm nữa, đi kiếm nữa. Dạ. Mà không biết rằng hồi đó giờ chưa bao giờ mình tìm sai. Mình tìm cái gì cũng là đúng hết. Chỗ này nói mà giống như làm khó, nói về lòng rất làm khó cái người mà đang đi. Đang tưởng là học xoàn, làm gì có học xoàn nào cũng học xoàn thật. Ừ.
Có một câu chuyện thiền đó anh Trực. Dạ. Là có một vị thiền sư đi ngang chợ đó. Dạ. Thì nghe một người đó, người khách nói với cái người chủ tiệm thịt đó, cần cho tôi 2 cân thịt ngon. Cái ông chủ tiệm bán thịt, ông mới nói đó, thịt của tôi lúc nào cũng ngon hết. Vậy mà cái người mua hàng mua thịt thì không ngồi, nhưng mà cái thiền sư đi ngang đó nghe là ngồi được. Anh hiểu không? Yeah. Thịt của tôi, tiệm tôi là thịt lúc nào ngon hết. Yeah. Đó như cái câu giống như cái nãy mình nói chơi cái vụ hột xoàn đó, đó không phải câu chuyện gì đâu, nhưng mà đúng không, nó cũng là như vậy. Tức là tại mình nghĩ đó là thịt này không ngon. Dạ. Mình muốn thịt ngon cơ. Dạ. Mình nghĩ cái trải nghiệm này á, của đời sống đó, cái trải nghiệm này mình đang trải qua nó không có tốt. Dạ. Thịt lúc nào nó cũng là thịt. Còn ngon hay dở đó là do mình nghĩ. Thịt lúc nào nó cũng là thịt. Thì mỗi trải nghiệm trong đời sống ấy, là mình đang tiếp xúc với sự thật đó, phải không? Mỗi trải nghiệm đó là sự thật hết. Không có cái gì mà không sự thật, đúng không? Dạ, cái gì cũng là sự thật đang rất là hoàn hảo đang diễn ra, nhưng mà mình bóp méo sự thật. Mình bóp méo sự thật bằng cái tất cả những cái định kiến của mình, hay là cái phân tích của mình, cái phân biệt của mình đặt lên nó một cái sự thật khác, không đúng nó đang là, không đúng cái bản chất của nó. Dạ. Cho nên là mình tự làm khổ mình tự đánh lừa bản thân mình. Nó đã là sự thật rồi, nhưng mà mình lại dại dột, mình bóp méo nó đi, mình cho nó một cái sự thật khác. Mình nghĩ nó không phải là sự thật. Mình nghĩ nó không phải là sự thật. Dạ. Cho nên là mình không nhìn, mình không nhìn nhận ra là sự thật, mình không nhìn nhận ra cái giá trị sự thật của nó, nên mình muốn bóp méo nó để theo cái ý của mình, và mình chống lại cái gì mà nó đang là, làm sao chống lại được. Mình có thể thay đổi những cái gì nó sắp diễn ra thôi, còn những cái gì nó đang diễn ra mà mình muốn chống lại nó làm sao được. Cho nên đâm ra là mình lại khổ. Mà mình muốn chống lại là tại vì mình không biết, mình tưởng mình là cái này là có thật, là một cái riêng biệt tách rời ra hết với tất cả thế giới. Cho nên là mình bắt đầu mình mới có một cái những cái suy nghĩ như là cái hành động mà nó trái thiên nhiên như vậy. Tại vì mình có một cái tôi, thành ra mình thấy đó là cái này có lợi cho cái tôi này, phải không anh? Thì mình thích. Dạ. Cái nào không có lợi mình thích, mình chống lại, mình dạ đúng rồi, mình phân biệt. Mình phân biệt. Dạ, cho nên là mình chọn mình thấy cái này thấy ba. Dạ. Dạ. Dạ, khi mình thấy có một cái mình riêng biệt thì mình thấy là có tất cả đều riêng biệt. Không còn cái gì là vô ngã nữa. Mình thấy có cả triệu, cả tỷ cái bản ngã. Cái bản ngã nó chỉ thấy nhìn thấy cái bản ngã thôi. Yeah. Nó có cái lợi cho bản ngã, nó có cái không lợi cho bản ngã, xong nó có chống và có đầy, phải không anh? Có cái chống, có cái ôm giữ và có cái chống lại. Dạ, yeah, tại vì bản ngã thì nó sống trong sự sợ hãi mà. Nó tại vì nó bản ngã nó biết là nó có thời hạn. Nó biết là nó có thời hạn, cho nên nó rất là nó luôn luôn sống trong sự sợ hãi. Ý anh là biết là sẽ chết à? Ý là dạ, yeah, nó biết nó sẽ chết. Nó biết nó sẽ chết, cho nên nó không thể mà bình an được. Nó không thể bình an được tại vì nó biết nó sẽ chết. Thì cái chết này không phải là cái chết lớn, là cái chết cuối đời, nhưng mà cái chết mỗi ngày nữa.
cái chết mỗi ngày, ví dụ như nó làm một cái gì đó mà trong một tiếng đồng hồ đó mà nó lãng phí một tiếng đồng hồ đó, đó nó khổ. Nó nói trời, một tiếng đồng hồ này mình đã lãng phí, thì nó sợ mất một tiếng đồng hồ. Tại sao? Tại vì nó biết nó chết. Nếu đúng không anh, chứ nếu giờ mình biết là nó giống như nãy mình nói là có gì, dù có bom nguyên tử hay là không có bom nguyên tử nó không khác nhau, nó không có thay đổi cái nó không có cái gì sống, nó cũng không có cái gì chết, thì lúc đó nó không có cái, nó không còn nỗi sợ nữa, nó không có cái nỗi sợ nữa, nó không có bị cột vô cái sự sinh lão bệnh tử của cái cơ thể nữa. Giống như mình được được ra tù á, được, mặc dù mình cũng ở đây, mình cũng là cái cơ thể này, nhưng mà mình không phải là cái cơ thể này, mình không phải ở đây. Cái chỗ này khó nói, tại vì mình vẫn, tôi nhìn anh thì anh cũng vậy mà, có anh đâu có khác gì đâu, anh đâu biến thành thần thánh hay gì đâu, mình cũng bình thường vậy thôi, cũng đi làm, cũng ăn, cũng ngủ, cũng cũng bệnh, cũng già, cũng chết, cũng y chang giống như tất cả mọi người thôi. Nhưng mà nó có một cái rất là khác, là nó đến từ bên trong, là nó có một cái biết là cái này không phải là riêng biệt, cái này không phải là riêng biệt. Thì cái biết này nó nằm ngoài cái bản ngã, cái ego. Cái ego nó mới làm mình khổ, còn cái tánh biết, cái sự nhận biết này nó nằm ngoài cái thằng ego, nằm ngoài cái thằng ego, cho nên nó không có bị vướng vô mấy cái chuyện của cái thằng bản ngã, không bị dính chấp vô mấy cái vấn đề của thằng bản ngã, cho nên nó thoải mái hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó an yên hơn. Nhưng cái tánh biết này nó vẫn là vô thường, nó vẫn có cái chủ thể, chứ không phải là nó là sự thật. Cái tánh biết nó không phải là sự thật, tánh biết nó cũng phải có điều kiện nó mới biết, nó cũng phải có cái cơ thể, có cái body này đây, nó nhìn thấy được cái ego này kia, nhưng mà nó cũng là một cái, tức là duyên hợp lại có hình tướng qua năm căn, thì nó mới, thì cái tánh biết nó mới, Biểu hiện được phải không? nó mới mới có nó, mới có mặt nó, đúng không anh? Mới có mặt nó. Nếu mà không có, giống như là mình biết đây, mình thì đây mình biết, nhưng mà một một thước đằng, một mét đằng kia nó có biết cái gì đâu, nó đâu có cái điều kiện để nó biết. Nó phải có đủ điều kiện thì nó mới biết được, nó phải có cái nó phải có cái hình tướng, thì cái tánh biết này nó tánh biết này nó sẽ thích, nó sẽ giới hạn bởi cái hình tướng đó. Giống như nãy mình nói là cái ánh mắt của mình chỉ thấy được cái spectrum như đây, cái tai nghe mình cũng được nghe như đây thôi, âm thanh ngoài đó mình không nghe, những cái gì ngoài đó mình không thấy, cái sự rung động ánh sáng ngoài cái spectrum của mình thì mình cũng cũng cũng, cũng không thấy luôn. Thì cái tánh biết của mình biết cái gì mình cũng biết, nó cũng chỉ biết trong cái giới hạn của cái hình tướng này thôi, chứ làm sao nó biết được ngoài cái đó ra. Khi mình lấy cái, mình dùng cái công cụ, mình rọi x-ray, mình mới thấy là thì ra là có những cái thứ khác rồi đó, giờ mình chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ biết. Thì phải nhờ cái công cụ đó mình mới thấy biết những cái đó. Cái tánh biết này nó cũng là bị nó cũng có thời gian, và nó cũng có địa chỉ, nó có location, và nó ví dụ như tánh biết của mỗi người, của từng người đều giống nhau cả, ok, nhưng cái nội dung thì nó khác nhau hết, nội dung thì nó khác nhau hết. Giống như những gì Vì anh biết, sao? những gì anh Hạnh biết với lại những gì mà em biết là khác nhau, là nội, cái nội dung nó khác nhau. Cái tánh biết của anh với tánh biết của em thì nó giống nhau, giống như con mắt của anh á,
cái tính thấy của anh giống như cái tính thấy của con mắt của em nó giống nhau, là nó có cái tính thấy, nhưng mà anh thấy cái gì với lại cái nội dung của anh thấy, những cái gì được 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 cái tính thấy của anh thấy là nó khác với lại những cái gì mà em thấy. Có nghĩa là cái tánh thấy của chúng ta hay là cái tánh biết của chúng ta đó, nó giới hạn trong cái điều kiện, đúng không anh? Chứ nếu không thì em có thể biết được hết tất cả cái nội dung của anh biết rồi, em đâu biết đâu, anh cũng đâu biết cái nội dung của em đâu. Ví dụ giờ kêu anh ra anh làm phim thì anh đâu biết, và ví dụ như kêu anh ra làm IT em đâu biết, đúng không? Em đâu biết vô làm lập trình program như anh như thế nào, em ngồi đó là em biết luôn đó. Mù luôn đó, mà nói là cái tánh biết nó biết hết, biết gì. Nó biết là nó không biết. Cho nên là cái tánh biết nó cũng vẫn là một cái mà em nghĩ là nó cũng sẽ nó cái tánh biết nó cũng nằm ở trong cái vĩnh hằng đó. Khi nó có hình tướng, nó có điều kiện này kia là bắt đầu nó biết. Rồi nó lả ra là nó hết biết, rồi nó hợp lại là nó biết, rồi nó hết biết, rồi nó biết, rồi nó hết biết, rồi vậy thôi. Có hình tướng là biết, không có hình tướng là không biết. Thì nó cũng thuộc, nó cũng nằm ở trong những cái trường năng lượng đó, trường rung động đó. Và nó cũng là một yếu tố trong cái trường rung động đó. Chứ không phải là có một cái thuyết là tất cả đều nằm ở trong cái tánh biết. Có một thời gian em cũng giống như mình ngồi đây mình nói ok, bây giờ cái trường năng lượng này, trường rung động này, ai biết? Ai thấy, ai biết cái trường rung động này, năng lượng này? Nếu như không có cái thấy biết này á, thì có cái trường rung động năng lượng nào đâu? Phải có cái gì thấy cái trường rung động năng lượng á thì mới có nó được. Giống như là phải có con mắt nhìn thấy cái chai, cái bình, chiếc xe đó thì mới có cái chai, cái bình, chiếc xe. Nếu mà không có con mắt, không có con mắt nhìn á thì đâu có cái gì được thấy đâu mà có. Có một lúc em nghĩ là ok, để cái tánh biết nó cũng vậy, tánh biết nó cho phép tất cả những cái gì mình, nếu mà qua cái tánh biết này á thì tất cả mọi thứ mới được biết, sự thật mới được biết. Nhưng mà cái tánh biết này nó cũng giới hạn ở bởi nó cũng giới hạn bởi cái hình tướng, bởi cơ thể này, bởi cái cơ thể này, đúng không anh? Qua năm cái giác quan mình mới có cái sự trải nghiệm thì mình mới có biết chứ, thế nào giờ không có năm giác quan thì đâu có cái gì để chạy, đâu có experience. Mà không có experience thì cũng có không có nothing to know. Nó cũng đâu có cái tánh biết được. Cho nên là cái tánh biết á, nó vẫn phải mượn năm cái giác quan, nó phải mượn cái cơ thể này, nó phải vẫn phải có hình tướng này, nó vẫn phải chịu cái định luật, cái law of physics, luật vật lý. Dạ. Nó mới có nó. Cho nên nó vẫn là nằm ở trong, nó cũng chỉ là thuộc một cái vẫn là một yếu tố trong cái trường năng lượng đó, mà nó đương luôn 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 thay đổi thôi. Còn cái nó vẫn có một cái chủ thể, nó vẫn có cái sự riêng biệt. Như nãy mình nói đó, là dụ giờ mình đổi với nhau đó, thì anh là đâu biết ra làm phim, em cũng đâu biết vô công ty anh em làm cái gì. Đúng không? Đâu biết được. Thì cái tánh biết nó vẫn còn cái thực thể, cái chủ thể, cái ngã. Nếu ở đây mình nói, mình định nghĩa nha, là vô ngã, cái từ vô ngã trong đạo Phật, là đạo Phật là đạo vô ngã. Vậy thì mình định nghĩa thử cái từ vô ngã mà đúng với cái định nghĩa của nó mà ông Phật muốn nói là gì?
là nó không có một cái chủ thể, không có một cái gì riêng biệt ở đây cả. Non-duality. Chủ thể riêng biệt. Không có một cái gì riêng biệt. Thế thì cái biết này với cái biết kia nó khác nhau là nó có sự riêng biệt. Đúng không anh? Cái biết của em với cái biết của anh nó khác nhau mà. Cái những cái gì em biết anh đâu có biết. Những gì anh biết em đâu có biết. Nhưng mà cái quan điểm đó thì là nếu như mà mình chưa có tỉnh thức thì mình nghĩ đây có một cá thể riêng biệt. Và bên này anh Charlie là một cá thể riêng biệt khác. Đúng. Vậy cái đó là cái riêng biệt, một cái cá thể riêng biệt có khả năng thấy biết, có khả năng thấy biết, có khả năng tỉnh thức. Mình đồng ý là cái nhận biết của anh nó khác cái nhận biết của mình, đúng không? Tức là cái kinh nghiệm, cái nội dung của nó không giống nhau. Nội dung. Dạ vâng, nội dung không có ai giống ai hết. Nhưng mà cái đó không phải là vấn đề đúng không? Đâu có thành vấn đề đó. Dạ không có vấn đề, tức là cái thấy biết của mình á là cái tính thấy biết, còn nội dung trong đó thì mỗi người sẽ khác nhau cả. Thì cái tính thấy biết nó giống nhau, giống như là con mắt của mình á, nó giống nhau lỗ tai của mình á. Có thể là lỗ tai một người thì to, người thì nhỏ, người thì nó hình thù nó khác nhau hết. Nhưng mà cái tính nghe của mọi người nó đâu có khác nhau đâu. Giống như mở một bài nhạc lên là ai cũng enjoy được hết. Ai cũng nghe được hết. Nếu mà cùng mình trong một căn phòng thì ai cũng có cái tính nghe giống nhau, ai cũng đón nhận được cái đó hết. Nhưng mà cái tính nghe này nó phụ thuộc vào cái lỗ tai. Mình phải có cơ thể, mình phải có lỗ tai, mình phải có màng nhĩ, mình phải có hết tất cả cái này thì nó mới có cái tính nghe. Đúng không anh? Nhưng giờ mình chết, mình cái cơ thể này nó chết, nó phân hóa đi thì nó đâu còn cái này để nó nghe nữa, cái tính nghe đâu còn đâu có possible nữa, không có possible được đó. Thì cái awareness, cái consciousness của mình đó, nó cũng y như vậy thôi. Khi mà cái này nó phân hủy đi, nó chuyển hóa thành một cái gì đó khác đó, thì cái thấy biết này nó đâu có tồn tại, nó sẽ tức là nó chịu cái định lực law of physics, nó không thoát ra được cái law of physics. Cái body này nó phải chịu cái định lực law of physics. Cho nên là Phật hay Chúa hay là lão tử gì đều cũng phải bệnh chết, đều cũng phải chịu cái law of physics này. Không ai mà nói là ấy được. Thế mà có hình tướng thì nó phải là vô thường. Có hình tướng là nó bắt đầu, nó có kết thúc. Không thể nào mà có hình tướng mà thành thần thánh được, chỉ trong phim thôi. Cái thần thánh ở đây là cái mà nó đang tạo ra hết tất cả hình tướng này, hết tất cả cái biết này, cái biết mới này, hết cái này tới cái biết kia, hết cái biết kia tới cái biết nọ, liên tục chuyển hóa, chuyển từ cái biết này qua cái biết kia, qua cái biết nọ, qua cái đó, một cái sự chuyển động liên tục như vậy. Không có một cái gì, một cái tôi, cái ta, cái mình gì trong đây cả. Không có ai trong đây hết. Không có ai trong đây mà thấy biết cái gì hết. Nó tự nhiên nó thấy biết vậy. Tự nhiên nó có hình tướng là nó hiện ra như vậy. Kiểu giống như cái nhân nào quả đó. Anh ở dưới đó đó thì anh thấy biết ở dưới đó. Dạ, anh ở mút trên nhà lầu, trên cao thì anh có cái thấy biết từ trên cao. Anh ở bên Mỹ thì anh có cái thấy biết ở bên Mỹ. Anh ở bên Ấn Độ thì anh có cái thấy biết ở bên Ấn Độ. Có những trường phái đó họ tin rằng địa cầu bây giờ mình đang đi qua cái giai đoạn gọi là nâng cấp đó, từ kích chiều kích 3D cho tới 5D, nâng lên 5D. Anh nghĩ như thế nào, anh Charlie? Em nghĩ nó không có nó cái gì nó cũng có thể, cho nên nó không có giới hạn về chiều không gian. Nó không phải là 3 hay là 4 hay là 5 hay là gì, cái gì nó cũng có thể hết. 10 nó cũng có thể, mà 11 nó cũng có thể, mà 15 nó cũng có thể. Nó không giới hạn bởi cái gì cả.
giống như là một một bức tranh vậy đó, một bức một cái tấm canvas vậy đó. Họa sĩ có thể vẽ cái hình gì lên đó cũng được. Một người họa sĩ có thể vẽ cái hình gì lên đó cũng được. Một cái hình tươi sáng hay là một cái hình đen tối, một cái hình không có màu sắc hay là một cái hình cực kỳ nhiều màu sắc, hay là một cái hình trộn màu, hay là một hình vuông, hình tròn, hình gì đó. Một cái hình gây ác cảm hay là một cái hình gây thiện cảm hay là gì đó, là tức là cái gì cũng có thể vẽ được trên một cái bức tranh, nhưng mà với điều kiện là cái bức tranh đó nó phải trắng, cái canvas đó nó phải trắng. Chứ nếu cái canvas nó đang là tùm lum chỏng rồi thì ổng không thể vẽ chồng lên trên đó theo ý ổng được. Thì cái giống như cái màn hình chiếu phim á anh, giống như là cái gì cũng có thể, câu chuyện gì cũng có thể, ai cũng có thể hiện trên cái màn hình chiếu phim đó hết. Nhưng mà khi cái phim nó tắt á, thì cái màn hình nó trắng, nó trống. Nó là một cái bức 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 hình trống lỏng à. Rồi người ta mình mới chiếu cái phim lên trên đó. Rồi mình tưởng cái trên đó là có thật, có thế giới thật. Mình tưởng trên đó có thế giới thật, mình ngồi mình khóc, mình cười, mình này kia, cái hết thêm cái tắt cái đèn cái mình nói ủa nãy giờ giả không phải thật. Cái thật á là cái tấm đó, là cái đó là thứ thật. Cái Cái màn tấm hình màn trắng á, cái đó mới là thật. Cái tấm màn trắng không có cái gì hết trong đó đó. Nó mới là thật. Nó mà chính nó, chính cái màn trắng đó nó mới cho phép cho tất cả cái hình ảnh nãy giờ mình coi á nó được hiện ra. Nếu không có cái màn trắng ở đó đó thì á, cái nếu mà cái project thì nó chiếu vô cái màn đen, hoặc là nó không có cái màn trắng đó đó, thì mình đâu có đâu thấy được cái hình ảnh gì đâu, thì nó ánh sáng nó sẽ đi 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 hoài. Cho nên vì chính cái màn trắng đó mà nó cho phép tất cả bộ phim được hiện ra, tất cả thế giới trong bộ phim được hiện ra, đẹp xấu ác dữ gì đó tùy theo phim mình đang coi phim là gì. anh Charlie đó là một người làm phim đạo diễn. Thì cái bây giờ anh làm phim đó thì cái thú vị của anh là cái gì, cái mà làm thưởng thức đó. Ví dụ như một người mà chưa thưởng thức á, một người đạo diễn mà chưa thưởng thức á, thì họ sẽ muốn nổi tiếng này, họ muốn phim gọi là hay nhất này. Thì bây giờ đó anh đã đi qua trường thưởng thức đó, thì anh biết cái sự thực là cái gì. Thì bây giờ cái chuyện làm phim của anh đó, nó là cái gì làm nên thú vị à, mình Chơi tò giống như mò. đi chơi, giống như chơi thôi này. Tức là giờ mình nó không phải là chuyện làm phim, mà em nghĩ là tất cả mọi người đều đang đi chơi hết. Nhưng mà bây giờ mình suy xét kỹ lại đi, là có cái việc gì mình đang làm mà nó không có xuất phát từ cái việc là mình muốn vui, mình muốn vui hay mình muốn chơi không? Giống như là anh đang làm lập trình IT thì anh nghĩ đó là đi làm, nhưng mà anh nghĩ đi, người ta chế ra computer để chi? Để nó vui. Lúc đầu người ta ngồi người ta nói làm cái này ra chơi vui lắm nè, làm cái này ra chơi vui lắm nè, làm cái này ra là chơi vui lắm nè. Vậy là làm trong, ví dụ như mình làm trong xăng dầu nhớt gì đó, thấy nó rất là lao động rồi này kia. Nhưng mà tại vì tại sao nó có mấy cái đó vậy? Tại vì làm chiếc xe chạy vòng vòng vui lắm mà. Làm chiếc tàu chạy ra biển vui lắm mà. Làm chiếc máy bay bay vui lắm mà. Tức là tất cả đều nó gần như cái ngành nghề nào cũng vậy trơn á. Nếu mà mình nhìn kỹ vô bản chất của nó đó, là vì con người muốn muốn chơi thôi. Chứ không không có con người, không có ai muốn đi làm hết đó, muốn 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 cực khổ hết. Vì mình làm mở mắt ra là mình đã muốn tìm niềm vui rồi. Mình bước xuống giường cái là ra bữa nay làm gì vui đây, ăn gì ngon đây, làm gì đây. Kiếm cái quán nào mới mới lạ lạ đây. Thì bây giờ về Chứ phim đó, về phim trường đó, còn anh cái niềm vui của anh là cái gì anh Trực? vui hết luôn anh. Nếu mà nói là về, nếu mình chỉ cái lúc đó thì mình căng thẳng quá là mình quên vui thôi. Chứ đúng ra đó là cái gì nó cũng xuất phát từ niềm vui hết. Làm một bộ phim giống như là mấy đứa nhỏ học trò, còn tuổi học trò đó,
mà chưa chưa, chưa trở nên chuyên nghiệp á, thì nó tụ tập lại 5-3 đứa, nó lấy cái điện thoại ra, đứa này quay đứa kia quay đứa nọ, rồi về dựng lại rồi chiếu lên rồi cái chân cho bạn bè coi, rất là vui. Đúng không anh? 2-3 đứa ở hồi nhỏ em về em với lại Johnny Chí á. Đó, mua cái máy về là cái để ngay góc đó là hai thằng nhạo vô đánh lộn. Tại vì xem phim võ thuật á, lúc thời đó là xem phim Hồng Kông á, khoái lắm. Nhưng mà mình là tụi em cũng học võ từ nhỏ nữa, nên mê võ thuật. Thì mua cái máy về không có ai quay, cho nên là phải để nó lên cuốn sách, lấy phone book bên Mỹ nó mấy cuốn phone book nó dày nè, cái để chồng 4-5 cái cuốn phone book lên, để cái máy lên trên đó, canh cái khung xong cái bắt đầu bấm cái nút, cái hai thằng chạy vô trong, đứng trong cái khung đó đánh nhau. Đánh nhà đó, đánh nhau, cái đổi góc đánh nhà, cái mà coi lại cái quýnh có đẹp chưa, hay là quýnh cái khung nó có đẹp chưa, rồi chỉnh lại, xong rồi đem nó vô rồi có ngồi dựng thành nguyên cái đoạn đánh lộn. Đánh võ với nhau, nó xuất phát từ cái chuyện là mình muốn chơi, muốn vui. Người trong ngành computer cũng là xuất phát từ chuyện chơi, muốn vui. Người trong ngành xe hơi hay là trong ngành máy bay hay là bất cứ ngành nghề gì làm, thấy là cũng là người ta chỉ có muốn là xuất phát từ cái ngành là tôi muốn vui chơi. Mình sau này nó sẽ lớn lên, cái nó chuyên nghiệp, cái nó thành đi làm, gọi là đi làm, nhưng mà cũng là vui chơi mà. Cho nên là lúc mà em làm phim thì đó, có những cái khoảnh khắc mình rất là vui, đang vui chơi, mình phải luôn luôn là nhắc nhở mình là cái này là trò chơi, cái này là trò chơi mình. Thành đã tìm ra một cái giải pháp cho một cái đoạn phim ở trong 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 cái bộ phim của anh ấy. Dạ. Lên niềm vui không anh, tìm ra một cái giải pháp hợp lý không? Dạ vui lắm. Dạ. Nếu mà mình viết kịch bản mà mình viết được một cái phân đoạn mà hay á thì nó cũng là rất là vui. Ừ. Dạ. Nó có một cái niềm vui tinh thần. Tức là niềm vui của sáng tạo đó, tại vì cái nhân vật nó biết vui. Nói cái gì với nhau, nó làm cái gì đó rất là vui phải không, rất là hay phải không? Dạ đúng rồi. Lúc mình quay phim thì mình thấy diễn viên giống như là biến thành cái nhân vật tưởng tượng trong đầu mình đó, giờ biến thành cái đó thì mình cũng vui. Chơi game mà tự nhiên mình biến một cái người đang không phải là cái người này, tự mình tưởng tượng ra người này, cái bắt đầu mình hướng dẫn người ta, mình hướng dẫn người ta để người ta hóa thân, để biến thành một cái nhân vật hư cấu, để nó làm trò này làm trò kia làm trò nọ, rất vui. Rất là vui. Rồi sau đó tới lúc mà phim chiếu ra thì tới phim khán giả ngồi xem, mà khán giả lôi cuốn, hấp dẫn, cười này kia, hồi hộp khóc rồi này kia, đó là sợ rồi nọ nọ đó, những cái đó thì nó cũng là vui luôn. Dạ, cũng rất là vui. Khán giả họ mua vé vào để họ được sợ, như vô coi phim ma đó, sợ là sợ nhưng mà mua vé vô để trải nghiệm cái cảm xúc đó. Gọi là giải trí. Ở ngoài không có cái gì làm cho mình sợ đó, cho nên vô đó coi có người đi vòng vòng giết người đó làm cho mình sợ. Gọi là giải trí. Tất cả đều là một trò chơi, tất cả đều là giải trí không anh? Tất cả đều là giải trí. Dạ, nguyên một cuộc đời là đều là một cái màn giải trí lớn. Dạ. Ở trong đó nó có nhiều cái yếu tố nhỏ trong đó. Anh Charlie có nghe người ta chia sẻ về những cái bóng tối tâm hồn ấy. Anh có phải đi coi giai đoạn đó không hay là sao? Bóng tối tâm hồn, dạ, trong kịch bản cũng có cái từ đó đó anh. Dạ, nó gọi là Dark Night of the Soul. Dạ, vậy cái trong phim ảnh á thì cái khoảnh khắc đó là cái khoảnh khắc ở gần cuối phim á, là nhân vật hoàn toàn tuyệt vọng và bế tắc. Ừ.
Đó thì mình có thể ví như là một con người mà cảm thấy là mình hoàn toàn tuyệt vọng và bế tắc thì là bóng tối tâm hồn, đúng không ạ? Darkness the soul, nghĩa là khi mà mình không còn một cái hy vọng nào nữa, rồi mình hoàn toàn bế tắc, mình không có lối thoát. Thì nó là cái cảm giác đó. Cảm giác đó thường thường cái đường ta tới sự tự sát. Người ta dễ tự sát, người ta thấy cuộc đời này không còn ý nghĩa gì nữa hết, không còn gì để sống, đáng sống nữa cả. Nhưng mà người ta cũng không có cái hy vọng là người ta tìm được lối thoát. Thì trong trên con đường tâm linh đó, mình nghĩ mà lúc một người đi vào cái trạng thái đó đó thì có cái nó phải chết, thì đó là cái bản ngã của mình đó, nó không chịu nổi nữa, nó không chịu nổi nữa, Nó đầu hàng. nó đầu hàng, nó phải đầu hàng, nó phải chết. Thì sau cái chết của bản ngã đó thì nó có sự hồi sinh, nó có một cái gì nó sống lại. Sau cái chết của bản ngã thì mình nhận ra là ủa, mình đâu phải là bản ngã. Mình đúng không anh? Mình nhận ra là mình không phải là một cái gì đó riêng biệt. Mà hồi đó giờ mình tưởng mình là, thì lúc đó mình nhận ra là ủa, mình cũng chưa bao giờ chết. Tức là cái bản ngã nó chết, nhưng mà cái đó không phải là mình. Để mình vẫn còn ở đây. Và cái cơ hội đó rất là lớn. Đó là the show. Tại vì nếu như mà mình ảo tưởng có một cái tôi riêng biệt, và mình tưởng đó là mình, và mình sống với cái đó, thì mình sẽ không bao giờ biết mình là gì. Thì mình nhận cái ảo tưởng này là mình rồi, cho nên mình đâu biết mình là gì đâu. Và mình sẽ không bao giờ muốn hay là đi tìm một mình nào khác nữa hết, tại mình nghĩ đây là mình rồi. Cái bản ngã này, cái ego này là mình rồi, giờ mình đi mình là ai nữa đâu mà mình cần phải tìm. Cho nên là khi mà cái bản ngã này nó tuyệt vọng và nó bế tắc, không còn cái lối thoát, là lối thoát là thoát khổ đó, không còn cái lối thoát để nó hết khổ. Nó biết là nó sẽ khổ mãi mãi, nó không có con đường ra. Thì lúc đó nó đầu hàng, nó không có cố gắng để mà làm cho nó hết khổ nữa, nó chịu thua. Nó đầu hàng vô điều kiện. Thì lúc nó đầu hàng vô điều kiện á, qua cái sự tuyệt vọng đó đó, thì nó tưởng là đây là cái kết của nó. Nhưng mà khi nó đầu hàng xuống rồi á, thì nó thấy là ủa, tại sao mình vẫn còn y nguyên đây vậy? Tại sao mình sao? Mình vẫn còn y nguyên ở đây, mình đã đầu hàng rồi. Nó chết rồi đó. Đó là hàng, tức là mình đã không có chống cự nữa, mình đã không có chống chọi nữa, mình không có cố gắng vun đắp cho cái ego này nữa. Mình coi như là Chịu thua đó. mình bị thua rồi, thì đúng ra là mình phải mất đi chứ. Tại đó giờ cái mình tưởng mình là cái ảo tưởng này, bây giờ mình đầu hàng vô điều kiện, mình bỏ nó đi thì mình tưởng là mình sẽ mất đi. Nhưng mà lúc đó mình phát hiện ra mình không có mất, mình vẫn y như là hồi xưa tới giờ. Thì lúc này tự nhiên mình có một cái nhận xét là à, thì ra hồi đó giờ mình ngộ nhận cái ego này là mình ngộ Đau nhận khổ, ra. cái đau khổ đó là mình. Mình ngộ nhận đó. Tại vì giờ mình bỏ nó xuống rồi, nhưng mà mình vẫn ở đây, mình vẫn không mất, và mình không có đau khổ nữa. Và mình hồi đó giờ mình lầm tưởng, mê mê lầm, thì mọi thứ bắt đầu nó sáng ra. Nhưng mà Cho nên thông thường á, thông thường người ta cái không có nhận ra cái giai đoạn quan trọng này. Thông thường á, người ta tưởng á, là người ta nên tự tử, anh hiểu không? Tại vì cảm giác nó tuyệt vọng á, nhìn lại trong phim á, là hay, người ta hay có cái những gì tự tử lắm, dễ dễ từ quyên sinh đó. Thì tại vì đâu cái nỗi đau nó lớn quá, cái nỗi khổ nó lớn quá, còn cái hy vọng nó không còn nữa. Nó chỉ còn lại cái nỗi đau và nỗi khổ thôi, và không còn một cái hy vọng gì để thoát ra được nữa hết. Nó thì nó phải là nó phải tới cái chỗ mà Dark Night the Soul, là nó phải tới cái chỗ hoàn toàn tuyệt vọng, hoàn toàn bế tắc.
không bao giờ thoát ra được cái sự đau khổ. Thì mình nói ở đây đó là mình nói về cái trạng thái tâm lý, tức là không có chống cự được nữa, đúng không? Không thể làm gì được nữa, tức là mình phải chấp nhận đầu hàng trong cái mặt tâm lý đó, ý em mặt tâm lý đó, ý tâm mặt tâm lý đó, tức là mình chịu, không có chống cự nữa, không có phản đối nữa, không có vật lộn nữa, không có đấu tranh nữa. Thì cái hình của anh như bị freeze lại. Thì nó sẽ đi đến được cái chỗ cuối cùng của cái trạng thái này, trạng thái Dark Night of the Soul này, bóng tối tâm hồn này, và nó thoát ra được. Anh vào lại. Thì đã là. Thì mình nói đó là cái giai đoạn bóng tối tâm hồn này rất là quan trọng. Mà thông thường người ta hiểu lầm, người ta tưởng là người ta phải quyên sinh về vật lý đó. Người ta không có tưởng đó, nó là một cái sự đầu hàng trong tâm lý, không có đấu tranh nữa, không có vật lộn nữa, không có chống lại nữa, để cho cái tôi nó chết một cách tự nhiên trong mặt tâm lý đó. Nhưng mà đa số người ta tự tử, người ta thuốc độc tự tử. Em có một người bạn là, em có người bạn giống như trường hợp mình mới nói luôn, tức là cái nỗi sợ nó quá lớn và cái bản ngã nó không còn đường thoát nữa, cái nỗi sợ nó lớn hơn cái sự cưỡng lại, cái sự chịu đựng của bản ngã. Và lúc đó đó thì nó kể lại em là lúc đó nó nói nó là Phật. Cái lúc đó đó, sau đó đó, nó nói ồ em là ông Phật, em thấy em là ông Phật. chứ không phải là ai khác. Thì đó là cái khoảnh khắc mà nó quá sợ đi, nó quá sợ hãi, cái ego nó quá sợ hãi, mà nó không có cái đường nào để nó thoát ra cái sự sợ hãi đó, và nó phải hoàn toàn khuất phục, và bị khuất phục bởi cái nỗi sợ đó. Rồi nó đầu chết, hàng vô nó chết trong tâm lý đó, nó chết trong cái và cái ego nó chết, và cái ego nó bị tiêu diệt hoàn toàn, nó không có nó không có đường thoát. Thì lúc đó thì bừng sáng liền, ta thấy mình là ông Phật. Thấy mình là ông Phật, nó nói là thấy mình là ông Phật, chứ không phải là thấy ông Phật, mà là thấy mình là ông Phật. Đúng rồi. Thì nhiều người đi qua cái giai đoạn đó đó, và không đi tới cái chỗ mà để cho nó cái bản ngã nó tuyệt lộ đó, nó không còn được thoát nữa, để cho nó quy phục, nó đầu hàng, nó chết trong cái tâm lý đó, tức là nó chịu chết. Và nhiều người trầm cảm rồi tự tử, rồi làm đủ trò hết. Nhưng mà cái muốn chết đó, nó là cái bản ngã, chứ nó không phải là mình, nó theo. Thì mình tưởng mình là cái bản ngã, cho nên mình đi quyên sinh, mình đi thuốc độc, mình nhảy xuống lầu, mình chết đó. Thì là hiểu lầm cái trạng thái đó. Thành ra cái giai đoạn mẫu tư rất là quan trọng, anh, rất là quan trọng đó. Nó có thể giúp chúng ta đi đến được cái chỗ giác ngộ đó, phải không? Dạ. Nhiều người vì khổ mà giác ngộ. Buông bỏ cái bản ngã. Ví dụ Akatoli vậy đó, Akatoli là người đó là muốn từ từ đó. Akatoli là trường hợp đó. Em nghĩ nhiều lắm, em nghĩ là đã nhiều người á, tại vì ở ngoài đời giống như kỳ trước em đi vô trong chùa gặp nói chuyện, ngồi nó trò chuyện với thầy Viên Minh, thầy nói ở ngoài đời dễ giác ngộ hơn. Nói vậy sao vậy thầy? Nói tại vì ở ngoài đời người ta khổ hơn. Ở trong chùa nó không có, tức là cái đời sống trong chùa nó rất là yên tĩnh, rất là bình lặng, cho nên người ta không có cái điều kiện để khổ. Mà không có điều kiện để khổ thì cái tôi nó vẫn nằm đó hoài, nó không có gặp Dark Night of the Soul. Nó nên bị gặp cái trường hợp để mà nó phải đầu hàng. Dạ thầy nói vậy, thầy nói ngoài đời á là dễ tu hơn, dễ giác ngộ, dễ tỉnh thức hơn rất là nhiều, hơn nhờ hơn cái khổ. Dạ dạ dạ.
Vì người ta vẽ, người ta sẽ vấp ngã và người ta sẽ bị khổ và người ta muốn đi tìm cái muốn, muốn 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 đi tìm con đường thoát khổ. Còn nếu mà mình không có khổ, mình luôn luôn sống trong một cái môi trường mà nó rất là yên tĩnh, rất là an yên, thì người ta không có thấy khổ để người ta đi tìm cái con đường giải thoát. Đúng rồi, đúng rồi. Ngày qua anh gửi cho em một đống câu hỏi, bữa nay anh hỏi khác hết trơn. nó theo cái dòng. Bây giờ em đọc xong rồi em nói thôi, đọc đọc chơi cho vui thôi, chứ cũng không cần phải sắp xếp câu trả lời đâu, vậy như khi ngày mai vô là đâu, mình đâu nói về cái này đâu, đúng y Đúng rồi, đúng rồi. chang. Tại vì nó hay hơn Charlie, tại vì mình đi theo cái flow của nó đó, đi theo cái dòng chảy của cái câu chuyện đó, nên là không nhất thiết phải theo cái khuôn mẫu. Nhưng mà đại khái là câu hỏi là anh biết mà, nếu mà kẹt không có gì nói. Hỏi câu hỏi là sợ chẳng, đúng không? Nhưng mà nãy giờ mình đâu có nói nhiều về câu hỏi đâu, nói theo cái dòng của cái Nãy giờ câu đâu chuyện có, đó. nãy giờ mình đâu có nói Thú vị gì. lắm. Vâng, người nói một, có một cái cách nói vậy này khác nhau, ngồi nói hoài hả? Nói hoài không hết, nói không được mà nói, ngồi nói hoài. Biết sao mà mình nói hoài không anh, tại vì mình nói không được anh, chứ nếu mình nói được á. Giống như cái YouTube channel của anh á, em thấy là anh nói với quá nhiều người luôn, đúng không? Ai cũng ngồi nói hoài mà anh cũng ngồi nói hoài từ năm này qua tháng nọ, mà ai cũng nói là ô, cái này nói không được. Mà ai cũng nói nếu nói được á thì đâu đâu còn nói nữa. Phải nói không được cho nên tức quá phải nói hoài. Ok anh, hôm nay thì mình nghỉ tới đây cũng đủ. Dài Hy lắm. vọng có dịp, hy vọng có dịp nói chuyện với anh Nghiệt lần tới. Dạ. Ok, bên đó Dạ. khuya rồi không mình. Dạ vâng, bên đây cũng nửa Em thôi. Bên đây em, bên em mới 11 giờ trưa. Dạ. Thôi anh nghỉ à. Dạ vâng, cảm ơn anh Charlie. Dạ vâng, dạ, Em chào anh. chào anh. Dạ. Chúc anh ngủ ngon. Dạ.